Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng và quý liên hữu đang xem trực tiếp online trên mạng. Hôm nay là ngày 11 tây tháng 7 năm 2021 dương lịch, nhằm ngày mùng 2 tháng 6 năm Tân Sửu. Hôm nay cũng là ngày giỗ của sư cô Liên Phương. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang, trích trong văn sao tinh Hoa Lục do sư phụ soạn. Xin thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Lời lẽ trong văn sao tuy vụng về chấp pháp, nhưng nghĩa lý vốn lấy từ trong kinh Phật, nếu chịu đọc nghe tin và hành theo lợi lạc vô cùng. Số 1, thư trả lời cư sĩ Phạm Cổ Nông. Thư thứ hai, trung ấm là thức thần, không phải là thức thần biến thành trung ấm. Thế tục thường gọi là linh hồn vậy, như nói trung ấm, cứ 7 ngày lại sống chết một lần, 49 ngày bèn đầu thai vân vân, chớ nên câu nệ chấp trước. Nói đến sự sống chết của trung ấm, chính là nói đến những tướng sanh diệt được hiện trong cái tâm vô minh của trung ấm. Chẳng thể ngờ ngợt đem những tướng sanh tử của người đời để luận. Trung ấm thọ sanh, nếu nhanh thì như trong khoảng khảy ngón tay, liền vào trong tam đồ lục đạo, chậm thì 49 ngày, hoặc hơn 49 ngày, vân vân. Kẻ mới chết có thể cho người quen biết trông thấy trong ban ngày, ban tối, hoặc tiếp xúc cùng người khác, hoặc nói năng. Chuyện này không phải chỉ trung ấm mới như vậy. Dẫu đã thọ sanh trong đường lành, nẻo ác, cũng vẫn có thể hiện hình trước người quen biết, thân thiết. Tuy điều này do ý niệm của chính người đó biến hiện, nhưng thực ra do những vị quỷ thần, chủ trì, quyền tạo hóa làm ra, ngõ hầu tỏ rõ con người chết đi, thần minh bất diệt và quả báo thiện ác, chẳng dối vậy. Nếu không, người dương gian chẳng biết chuyện cõi âm, cái lý luận mù quáng, con người chết đi, thân hình đã mục nát, thì thần thức cũng phiêu tán, ắt sẽ được người đời xúm nhau phụ họa. Người cả cõi đời bị hãm trong hầm sâu tà kiến, không nhân, không quả, không đời sau, hậu thế, khiến cho người trông thấy điều thiện chẳng càng dè dặt gắng sức tu đức. Kẻ ác càng cùng hưng cực ác muốn tạo ác, tuy có lời Phật dạy nhưng không có gì để chứng minh, ai chịu tin nhận. Do có những chuyện hiện hình cho thấy như thế, đủ chứng tỏ lời Phật nói không dối, quả báo phân minh. Chẳng những người lành càng thêm hướng đến điều lành, mà tâm kẻ ác cũng bị những tình lý ấy chiếp phục, cũng chẳng đến nỗi mười phần cạn tàu ráo máng. Thiên địa quỷ thần muốn cho con người biết được điều này, nên mới có chuyện người chết hiện thân trong nhân gian, người cõi dương xử án chốn u minh, vân vân, đều nhằm để phù trợ Phật Pháp, giúp đỡ, khen ngợi trị đạo. Lý này rất vi tế, quan hệ rất lớn. Những chuyện này xưa nay được ghi chép rất nhiều, nhưng chưa thuật rõ quyền ấy do đâu, cũng chưa nêu lên mối quan hệ lợi ích của những chuyện ấy. Trung ấm tuy đã lìa thân xác, nhưng vẫn còn mang tình kiến thân xác như cũ. Đã có tình kiến thân xác, cố nhiên cần phải có cơm áo để đắp đổi. Do phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, chẳng biết ngũ uẩn vốn không, không khác gì người thế gian. Nếu là bậc có đại trí huệ, sẽ ngay trong lúc thoát xác, không nơi nương tựa. Ngũ uẩn trống không, các khổ bèn tiêu diệt, nhất chân hiển hiện, nên vạn đức trọn bày. Tuy cảnh giới ấy không nhất định phải giống nhau, nhưng chẳng ngại tùy tình kiến của mỗi người mà giúp đỡ cho, như đốt áo giấy cho người chết. Trong tâm người sống chỉ có ý nghĩ ban cho áo,
tuy lớn, nhỏ, dài, ngắn, làm sao vừa vặn thích hợp cho được. Nhưng do tình kiến của người sống và tình kiến của kẻ mắt kia tương ứng, nên những áo ấy đều vừa khích thích hợp. Từ điều này có thể thấy được cái nghĩa lớn lao, hết thảy pháp chuyển biến theo tâm. Sau khi chết đi, khi chưa thọ sanh trong sáu đường thì gọi là trung ấm. Nếu đã thọ sanh trong lục đạo thì chẳng gọi là trung ấm. Những hồn dựa vào người khác để nói chuyện khổ, chuyện vui đều là tác dụng của thần thức. Đầu thai ắt phải do thần thức hòa hợp với tinh huyết của cha mẹ. Lúc thọ thai, thần thức đã trụ trong thai. Lúc sanh nở từng có trường hợp tận mắt thấy người ấy, tức người sẽ đầu thai làm con đi vào nhà mẹ. Vì lúc cha mẹ giao cấu đã có thức khác thay thế thần thức của người ấy nhập thai. Đến lúc thành thai, bổn thức, tức thức của người thật sự sẽ đầu thai làm con nhà ấy đến. Cái thức thay thế mới ra đi. Sách Dục Hải Hồi Cuồng Quyển 3, trang thứ 12, dòng 8, 9, 10, 11, 12 đã từng hỏi về chuyện này, nhưng lời đáp chưa trúng lý lắm. Quan bèn sửa cho đúng, hãy nên tra duyệt. Lời đáp nguyên thủy như sau: ví như trứng gà, có trứng có cồ, có trứng không có cồ. Khi chưa có thức gá vào thai, giống như trứng chưa có cồ vậy. Chẳng biết trứng không có cồ, dẫu đem cho gà ấp cũng chẳng thể nở, làm sao sánh ví cho được. Quan chỉ mong lý được sáng tỏ, chẳng nề hà chuyện tiếm quyền vượt phận, nên vị cư sĩ trình bày duyên do. Bà mẹ của sư Viên Trạch mang thai 3 năm chính là vì lẽ này. Đấy là luận theo lẽ thông thường. Phải biết, nghiệp lực của chúng sanh chẳng thể nghĩ bàn, như người tịnh nghiệp đã thành, dẫu thân chưa chết, nhưng thần thức đã hiện nơi tịnh độ. Kẻ ác nghiệp sâu nặng, thân còn nằm trên giường bệnh, nhưng thần thức đã bị xử phạt nơi u minh. Mạng tuy chưa tận, thức đã đầu thai, đợi đến lúc sắp sanh, toàn phần tâm thức mới gieo vào trong thai ấy. Lý này cũng chẳng phải là hoàn toàn không có, nên thông thường đa phần là có thức thay thế để thọ thai vậy. Các pháp trong tam giới duy tâm sở hiện, chúng sanh tuy mê, nhưng nghiệp lực của họ chẳng thể nghĩ bàn chính là do tâm lực chẳng thể nghĩ bàn, cũng là do thần thông đạo lực của chư Phật chẳng thể nghĩ bàn. Hơn 10 năm gần đây, sức nhìn của Quang chẳng ra gì, nên chẳng thể dẫn rộng kinh luận để làm chứng. Nhưng cổ nhiên lý ấy chẳng phải do Quang bịa ra nói mò, để phải chuốc lấy tội lệ. Sanh tử là chuyện lớn của chúng sanh, nhân quả là phương tiện giáo hóa lớn lao. Nguyện các hạ chẳng tiếc tướng lưỡi rộng dài, dùng nhân quả báo ứng. Số 2. Thư trả lời cư sĩ Ngô Huy Chân. Một pháp niệm Phật ước có bốn thứ là trì danh, quán tưởng và thật tướng. Trong bốn pháp này, chỉ có mỗi pháp trì danh nhiếp thọ căn cơ phổ biến nhất, hạ thủ dễ dàng nhất, chẳng đến nỗi khởi ma sự. Như muốn quán tưởng thì phải đọc kỹ quán kinh, biết sâu xa tâm này làm Phật, tâm này là Phật, và tâm tịnh Phật hiện. Cảnh chẳng từ bên ngoài đến, duy tâm sở hiện. Chẳng sanh chấp trước thì cảnh càng thêm sâu màu, tâm càng thêm tinh nhất. Làm được như vậy thì sự lợi ích của việc quán tưởng thật chẳng nhỏ nhoi. Nếu quán cảnh không thuần thục, chẳng rõ lý luận, do tâm bợp chợp, vọng động, muốn cảnh hiện gấp thì toàn thể là vọng, đều chẳng tương ứng với cả Phật lẫn tâm, liền đọa vào thai ma. Do vậy, vọng động muốn thấy cảnh, tâm càng thêm vọng động, ắt đến nỗi khơi động nhiều kẻ oan gia hiện ra cảnh giới. Nhân địa lúc ban đầu đã không thật, làm sao biết những cảnh đó do ma nghiệp hiện ra cho được. Bèn sanh lòng hoan hỷ lớn, tình chẳng tự yên, ma bèn dựa thân, mất trí thành cuồng. Dẫu có Phật sống hiện thân cứu độ, cũng không làm gì được. Hãy nên tự lượng căn tánh, chớ có ham cao xa, tới nỗi cầu được lợi ích lại trở thành tổn hại. Thiện đạo Hòa Thượng nói, chúng sanh đời mạt pháp thần thức trong trên, tâm thô cảnh tế, quán khó thành tựu. Vì thế Đại Thánh Bi Mẫn riêng khuyên chuyên trì danh hiệu, vì xưng danh dễ dàng
niệm Phật liên tục bèn được sanh. Thật chỉ sợ có kẻ chẳng khéo dụng tâm, đến nỗi lạc vào ma cảnh, hãy nên tự suy xét tường tận. Lại nữa, chí thành khẩn thiết chính là pháp mầu nhiệm để tiêu trừ sự vọng động, bợp chợp ma cảnh. Hãy nên tận tâm dốc sức mà hành trì thì may mắn lắm. Số 3, Tổ sư Ấn Quang khai thị về chánh báo và y báo của cảnh giới cực lạc. Kinh A-di-đà dạy, từ đây đi về phương Tây qua khỏi 10 vạn ức cõi Phật, có một thế giới tên là cực lạc. Cõi ấy có Phật hiệu là A-di-đà, hiện nay đang thuyết pháp. Lại nói cõi ấy vì sao tên là cực lạc? Do chúng sanh cõi ấy không có các sự khổ, chỉ hưởng những điều vui nên tên là cực lạc. Không có các sự khổ, chỉ hưởng những điều vui là do được trang nghiêm bởi phước đức, trí huệ, thần thông, đạo lực của Đức Phật A-di-đà. Thế giới của chúng ta đang sống đây có đủ 3 thứ khổ, 8 thứ khổ, vô lượng nỗi khổ, trọn chẳng có niềm vui, cho nên gọi là sa bà. Chữ phạn sa bà dịch là kham nhẫn, ý nói chúng sanh trong cõi này phải chịu đựng những nỗi khổ ấy. Nhưng trong thế giới này không phải là không có niềm vui, nhưng tất cả những chuyện vui đa số là khổ. Chúng sanh mê muội ngược ngạo coi đó là vui, như nghiện rượu, đắm sắc, săn bắn, vây bắt, vân vân. Có gì vui đâu mà những kẻ ngu phu đắm đuối không bỏ được, vui quên cả mệt, thật đáng thương xót. Dẫu là sự vui thật sự cũng khó thể trường cửu, như cha mẹ còn sống đầy đủ, anh em không có chuyện gì, chuyện như vậy làm sao có thể thường hằng cho được. Vì thế cảnh vui vừa hết, tâm buồn nối tiếp dấy lên. Do vậy bảo trọn chẳng có niềm vui không phải là nói quá đáng vậy. Thế giới cực lạc là do A-di-đà Phật chứng triệt để Phật tánh sẵn có trong tự tâm. Tùy tâm hiện ra thế giới, xứng tánh trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn. Do vậy sự vui trong cõi ấy không có thời kỳ cùng tận. Vĩ như hư không rộng rãi lớn lao, bao hàm hết thảy xâm la vạn tượng. Tùy thế giới bao lượt thành, bao phen hoại, nhưng hư không rốt ráo chẳng tăng giảm. Ông dùng sự vui thế gian để cập vấn sự vui nơi cực lạc. Dẫu ông chưa thể thấy được sự vui nơi cực lạc, tuy ông chưa thể thấy hư không hoàn toàn, nhưng hư không trong vòng trời đất ông đã từng thấy qua, nó có biến đổi hay chăng? Phải biết, hết thảy chúng sanh đều sẵn có Phật tánh, vì thế Đức Phật chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật dạy người ta niệm Phật cầu sanh Tây Phương, do nương vào đại từ bi nguyện lực của A-di-đà Phật, nên cũng được hưởng sự vui bất sanh bất diệt ấy. Do căn thân là liên hoa hóa sanh, nên không có nỗi khổ sanh già bệnh chết. Còn thế giới do công đức xứng tánh biến hiện, nên không có những sự biến đổi thành trụ hoại không. Dẫu là thánh nhân cũng còn có những điều không biết, hả có nên do pháp thế gian sanh diệt mà nghi ngờ ư? Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoạn Chánh Biên Quyền 2, thư trả lời cư sĩ Phùng Bất Cửu. Số 4, Tổ sư Ấn Quang khai thị về niệm Quan Âm Bồ Tát và trì thần chú Đại Bi. Trong thời kỳ này chỉ nên sốt sắng tu trì, cho nên nghiên cứu tràn lan bởi sống chết còn mất đã ở ngay trước mắt. Nếu chỉ nghiên cứu tràn lan về mặt gieo thiện căn thì có, nhưng nơi liệu sanh tử thì không. Ngoài niệm Phật ra, hãy niệm kèm thêm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu ngừng chiến, khỏi nạn. Ắt cần phải có lòng thành như cứu đầu cháy thì mới có cảm ứng được. Dẫu vận nước chẳng thể xoay chuyển được ngay, nhưng chính mình chắc chắn được tam bảo gia bị, gặp nguy hiểm vẫn bình yên. Tuy Tô Châu bị ném bom nhiều lần, có người khuyên Quang đi chỗ khác, nhưng Quang nghĩ sống chết có màng. So với chuyện bị kinh sợ trên đường đi, sao bằng ở yên bất động, bị trúng bom chết yên vui. Vì thế nhắc lọt dùng lý do này để từ khước. Hằng ngày chỉ niệm Phật, niệm Quán Âm, niệm chú Đại Bi để làm căn cứ hộ quốc, hộ dân, bảo vệ chính mình. Nếu như định nghiệp khó thể trốn tránh, bị trúng bom chết, liền sẽ vãng sanh. Đấy cũng là điều mong mỏi vậy, chỉ chán nghe lời khuyên bỏ sang nơi khác.
Bởi đấy là đã khổ còn chồng thêm khổ. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Trịnh Phỉ Kham vào năm 1937. Phật là Đại Y Vương trị khắp những bệnh thân tâm sanh tử cho chúng sanh, nhưng đại bệnh sanh tử do tâm khởi, nên trước hết phải lấy trị tâm bệnh làm điều kiện tiên khởi. Nếu có thể tu trì theo đúng pháp, thì thân bệnh cũng sẽ nhờ đó mà được trị lành. Thân bệnh có ba thứ, một là túc nghiệp, hai là nội thương, ba là ngoại cảm. Trong ba thứ bệnh này, chỉ có túc nghiệp là khó trị. Nếu có thể dốc lòng thành, cạn lòng kính, phát đại bồ đề tâm tự lợi, lợi tha, niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để siêu độ những oan gia đối đầu đã bị người bệnh hãm hại trong những đời trước, nếu họ, tức những oan gia đối đầu ấy, lìa khổ được vui, thì người bệnh sẽ tiêu nghiệp lành bệnh. Họ chẳng những không còn quấy phá mà trái lại còn cảm cái ơn siêu độ, nên sẽ âm thầm phù hộ. Phàm những ai mắc bệnh này và những người chữa trị bệnh ấy đều không thể không biết đến nghĩa này. Tôi hoàn toàn chẳng biết gì về thuốc men, nhưng rất mong cho người đời đều không bệnh tật. Hàng ngày trì chú Đại Bi gia trì vào nước sạch, có người mắc bệnh ngặt lâu ngày, thầy thuốc bách, thuốc tây đều chẳng chữa được. Tôi cho người ấy uống nước đã được trì chú Đại Bi, dạy người ấy kiên giết, bảo vệ sanh mạng, ăn chay niệm Phật và niệm Quán Âm. Nếu thật sự chí thành sẽ lập tức xoay chuyển được tình thế, không lâu sau tự lành bệnh. Dẫu chẳng thể lành ngay, quyết cũng chẳng lẽ nào bị bệnh nặng thêm, lại còn có thể tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn, lại chẳng tốn kém chi. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, lá thư nêu tỏ ý nghĩa ẩn kín của việc học nghề y vào năm 1938. Phàm người tu hành, ắt phải lấy niệm Phật làm chánh hạnh, lấy trì chú tụng kinh và làm các chuyện lợi ích làm trợ hạnh. Chánh trợ cùng hành sẽ như thuận nước căng bườm trong biển khổ sanh tử này, mau được vào biển Tát Bà Nhã, nhất thiết trí. Nếu chẳng sanh lòng tin phát nguyện cầu sanh Tây Phương, cứ niệm Phật trì chú vân vân hờ hững, thì đều chỉ thành phước báo cho đời sau mà thôi. Trì chú cố nhiên nên kiền thành khiết tịnh, niệm Phật cũng phải kiền thành khiết tịnh, nhưng tận tâm tận lực là được rồi. Số 5, Tổ sư Ấn Quang khai thị về kiên giết, ăn chay, phóng sanh. Hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay, luân hồi sáu nẻo, lần lượt làm cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, sanh ra lẫn nhau, trở thành oan gia đối đầu của nhau, tuần hoàn báo thù, đền đáp, giết hại lẫn nhau. Trong các kinh Đại Thừa, Đức Phật đã nhiều lượt khuyên răn, nhưng ít kẻ thấy nghe. Dẫu được thấy nghe, nhưng kẻ tin nhận văn làm lại càng ít hơn nữa. Do vậy, Phật dùng lòng đại bi hiện trong dị loại để con người giết ăn. Đã giết xong bèn hiện các tướng lạ. Ngõ hầu hết thảy mọi người biết con vật ấy là do Phật thị hiện, mong dứt sát kiếp để chúng sanh được yên. Như vỏ sò nghiêu, hông bò, móng dê, răng lợn, yếm ba ba đều có hình ảnh Đức Phật ngự trong ấy, khiến tai mắt con người thấy nghe phải kinh sợ, dứt cơ duyên giết chóc trong cõi đời. Những chuyện như vậy được ghi chép trong sử sách kể sao cho trọn. Trước khi giết đều nói là loài thú, giết rồi mới biết là Phật. Do vậy biết, giết loài vật chẳng khác gì giết Phật. Dẫu con vật bị giết chẳng phải do Phật thị hiện, thì nó cũng là Đức Phật trong vị lai. Giết để ăn, tội sẽ cao to hơn núi, hơn biển. Hãy gấp nên đao đáo răng dè, ngõ hầu giải thoát. Cần biết rằng người và vật tuy khác, lanh lợi hay ngu xuẩn đều tỏ lộ. Kẻ ngu xuẩn tâm thức tối tâm, con vật thông minh lại có trí sáng, ngũ luân bát đức, cố nhiên chẳng thua con người. Lòng thành tha thiết so ra còn sâu đậm hơn con người. Dám cậy ta mạnh, giết chúng nó ăn thịt, đến nỗi trong tương lai thường bị kẻ khác ăn. Lần xem sử sách từ xưa đến nay, phàm những ai lợi người lợi vật, con cháu nhất định hiền thiện phát đạt. Những kẻ nào hại người hại vật,
con cháu nhất định tầm thường, kém cỏi diệt tuyệt. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Nguyện Hạ, lời tựa sách Vật Do Như Thử. Người niệm Phật nên ăn chay trường, nếu như chưa thể thì nên giữ lục trai hoặc thập trai. Mồng 8, 14, 15, 23, 29, 30 là lục trai. Thêm vào ngày mồng 1, 18, 24, 28 thì thành thập trai. Gặp tháng thiếu thì ăn lên trước đó một ngày. Lại còn tháng giêng, tháng 5, tháng 9 là 3 tháng chay. Nên ăn chay trường, làm các công đức. Từ giảm dần đến vĩnh viễn dứt ăn mặn thì mới hợp lý. Tuy chưa dứt được ăn mặn, hãy nên mua thịt làm sẵn, đừng sát sanh trong nhà. Do trong nhà thường nguyện cát tường, tốt lành may mắn. Nếu hàng ngày sát sanh thì nhà ấy liền trở thành nơi giết chóc. Nơi giết chóc chính là chỗ oán quỷ tụ hội, chẳng tốt lành. Điều này quan trọng lắm, do vậy phải kiêng sát sanh trong nhà. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thường, một lá thư gửi khắp. Chỉ vì con người chẳng biết đặt mình vào hoàn cảnh của loài vật để xét lại, đến nỗi đem chuyện khổ sở cùng cực, thảm thiết cùng cực, giáng xuống thân loài vật mà lòng vui sướng, tự bảo mình có phước, chẳng biết phước thọ đã vun bồi từ đời trước sẽ bởi đấy mà dần dần bị tiêu diệt. Trong vị lai sẽ đời đời phải hứng chịu những nỗi khổ độc, chẳng có lúc nào xong. Nếu trong lúc sát sanh ăn thịt mà nghĩ đến chuyện này, dẫu có kẻ đem cái chết uy hiếp buộc phải sát sanh ăn thịt, vẫn chẳng dám làm. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 3, lời tựa cho tập sách Khuyến Giới Sát Phóng Sanh. Cảm niệm Sư Cô Liên Phương. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phụ kính công cha. Tần tạo sớm hôm mẹ nuôi con không lớn, đem tấm lưng gầy cha che chở đời con. Ai cầu mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mất mẹ nghe không. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện cũng như đang online trực tiếp trên trang web vô lượng thọ .vn trên toàn thế giới. Thưa quý vị, hôm nay thật là một cái nhân duyên rất là thù thắng. Có chư tôn đức tăng ni, nhất là thượng tọa Thiện Kim, người cũng rất là thân thiết với Tịnh Thất Quan Âm, và có thầy Chí Thạnh cùng chư tôn đức tăng ni ở các trú xứ. Tuy rằng trong mùa hạ để tịnh tu thúc liễm thâm tâm, trau dồi giới đức, tâm đức, tuệ đức, tuy nhiên quý ngài Bất Từ Lam Nguyện cũng chấn tích quang lâm đến đây để chứng minh, tham dự cái buổi lễ huy kỵ của Sư Cô Liên Phương, làm cho mạc nhân giác nhàn vô cùng cung kính, ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng trí thành trí kính, cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng ni, pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, dùng pháp môn tịnh độ để độ chúng sanh trong thời mạt pháp. Dạ, Di Đà Phật. Hôm nay quý Phật tử về đông hơn những ngày chủ nhật bình thường, đó là nghe đến cái việc chúng tôi tổ chức giỗ Sư Cô Liên Phương. Và quý vị ở các tỉnh sắp xếp về đây để tham dự, cũng như những người đang online trực tiếp không về được, gửi hoa, gửi tịnh tài, tịnh vật về để cúng dường trai tăng hôm nay. Giác nhàn cũng đại diện cho chư tôn đức tăng nguyện đem cái công đức hôm nay để hồi hướng cho toàn thể quý Phật tử hiện diện cũng như đang online trực tiếp. Thân khỏe tâm an, phát Bồ Đề tâm, lão lão niệm Phật A Di Đà để một đời này đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Dạ, A Di Đà Phật.
Thưa quý vị, từ khi chúng tôi ở bên Mỹ về, chúng tôi đến ngày mùng 2 tháng 6 âm lịch đều có tổ chức ngày giỗ của sư cô. Đây là một người mẹ rất là lý tưởng đối với trái tim của chúng tôi. Vì từ khi chúng tôi bắt đầu đi tu đó thì thực sự bà là người hỗ trợ cho chúng tôi về kinh phí để đi học. Cho nên cụ bà là một người mà chúng tôi thực sự luôn hằng ghi nhớ. Mỗi ngày công phu từ khi bắt đầu gặp Văn Sao Ấn Tổ thì chúng tôi mỗi ngày công phu đều hồi hướng cho Nguyễn Thị Ngày pháp danh Sa Di Liên Phương với Trần Khư pháp danh Thiện Chánh. Đây là hai người ân nhân mà mỗi ngày chúng tôi công phu sáng tối đều hồi hướng. Đây là điều mà quý Phật tử nên làm. Dầu cho cha mẹ mình còn sống hay là mất, đều phải nghĩ tưởng đến và đem cái công đức trong thập tu hành của mình hồi hướng. Thì đây là báo hiếu. Ở đây có ai làm không ạ? Có những người có làm mà có những người bị quên mất. Mà khi mình hàng ngày nhớ để mà mình hồi hướng như vậy thì đến những lúc giỗ thì thực sự mình đem bằng tất cả tấm lòng trân quý, cung kính, có khả năng của mình bao nhiêu in kinh, in đĩa, phóng sanh làm để hồi hướng và lợi ích cho chúng sanh. Ngày giỗ, ngày đám cưới nên làm những điều phước thiện để hồi hướng cho người thân. Ngoài những ngày giỗ đó, hai thời công phu đều đem công đức niệm Phật hồi hướng. Người này gọi là người chí hiếu. Người này đã đạt được cái chỗ hiếu kính, hiếu đức. Quý thầy phải áp dụng chuyện này. Quý sư cô, quý Phật tử, cha mẹ còn sống hàng ngày nghĩ tưởng đến. Dầu là mình một con người bất hiếu vô cùng, ngõ nghịch, ngang trái, nhưng luôn luôn mỗi ngày hồi hướng. Hồi hướng lâu ngày, tâm hiếu mình bắt đầu khởi lên. Đây là một cái pháp mà để hóa giải những cái nghiệp bất hiếu của chúng sanh. Tuy rằng mình không có biết phát tâm cúng dường lo lắng cha mẹ, mỗi ngày đem công đức này hồi hướng lâu ngày chạy tháng có tác dụng, khởi tác dụng. Ngày giỗ, ngày lễ, nhiều người sẽ đến chung vui với mình và người ta sẽ làm những điều phước thiện hỗ trợ cho mình. Rõ ràng nay nghe giỗ có một cô Phật tử ở Sài Gòn có dấu tên gửi 50 triệu lên để cúng dường. Có một cô đó cô cũng dấu tên phát tâm 100 triệu cúng dường trai tăng. Chút nữa chư tăng, mọi người đều có phong bì đủ hết. Nếu chư tăng chư ni hôm nay đến đây, chút nữa ra thọ trai mà thiếu phong bì, thầy Nhuận Minh phải đi lấy cho đủ mỗi vị 1 triệu cúng dường nhân cái ngày lễ huy kỵ sư cô. Vì vậy cho nên thành ra cái việc mà chúng tôi nghiệm lại một chút xíu cuộc đời của chúng tôi và cuộc đời gia đình của chúng tôi. Gia đình chúng tôi là một gia đình nghèo, gia đình thiếu phước. Đời trước không biết bố thí cúng dường làm phước, đời này sanh ra quá nghèo. Cha lúc chưa lập gia đình thì đi ăn xin, ông bị cái mục đau ngay cái chân, ông đi cà nhắc cà thọt lết ra chợ ăn xin. Chúng tôi nói với quý vị đây là cái điều ông cụ ông kể lại. Ông hỏi mọi người có biết cái cảnh ăn xin chưa? Người ăn xin mà người không có tấm lòng tự ái thì người này là phải là Bồ Tát. Người này là Thường Nguyện Tái Lai, họ là biểu pháp. Còn không là người ăn xin là người tự ái dồn dập, khổ đau về mặt tinh thần tột cùng và khổ đau về vật chất. Họ đến đường cùng. Thì đời trước không biết bố thí cúng dường, cho nên đời này sanh ra một cuộc đời không bằng một đời. Đời trước có phước để hưởng tiền bạc của cải, vật chất, châu báu ngọc ngà, để sát trộm dâm dối, tạo nhiều nghiệp xấu ác, hưởng một đời hết. Đời thứ hai bắt đầu bằng cùng, đời thứ ba bắt đầu đọa lạc, làm loài súc sanh dị loại. Quý vị tin điều này không? Mình mắt phàm phu không thấy ba đời, 10 đời, 100.000 đời và tương lai 1 đời, 5 đời, 100.000 đời tương lai. Chỉ nghĩ một đời này mà thôi, lầm lớn rồi, lầm lớn rồi. Vậy thì chưa hiểu nhân quả của Phật pháp.
mẹ chúng tôi cũng là người mà thiếu phước. May là gia đình lại gặp một cái nghề, đó là bán bánh hỏi chay, không một chút nước mắm mặn, tôm lấy sắc đậu hũ để mà làm bỏ màu vô, nước mắm mua đường về nấu lên cục đường tán, bỏ vô nước lạnh thành nước mắm. Hay, bà cụ biểu pháp hay. Chúng tôi xem như là một gia đình của chúng tôi là cả một đời không có sát sanh, gọi rằng là làm những chuyện xấu ác, thỉnh thoảng năm giết con heo có. Nó thỉnh thoảng vậy, ra giết mấy con gà ra có. Tuy rằng là làm một nghề thiện là bán bánh hỏi chay, nhưng mà hàng ngày không nghe ai nói đến Phật pháp, cho nên không biết sát sanh là tội, vẫn giết heo cuối năm. Nếu không gặp được Phật pháp là một điều thiếu thốn rất lớn đối với bản thân mình và gia đình mình. Tuy rằng mình làm một cái nghề tốt, là nghề không tạo hại người hại vật đó, mà sao cuối cùng cuộc đời của bà lại được hanh thông và vô chùa ở. Thì chúng tôi nhớ là bà là người mà thực sự chịu tụng kinh Pháp Hoa. Sau khi rồi đi xuất gia vào sư bà Hải Triệu Âm thì bà chăm chỉ niệm Phật. Một giờ bà dậy, bởi vì bà khổ quen rồi. Sáu giờ là bắt đầu bà đi ngủ, 7 giờ đi ngủ, 12 giờ dậy làm bánh hỏi. Cho nên bà giữ cái giờ đó vô công phu cũng vậy luôn. 12 giờ khuya thức, bữa đó có một ngày ăn trộm mới vô chánh điện chùa Hương Sen ăn cắp, thấy bà ngồi lù lù, trời, nó tông cửa nó chạy, bà la ăn trộm. Sư cô Nghĩa nói đây không có bà sư, có cụ Liên Phương ngồi đây chắc nó bưng luôn cái thùng tiền. Một ngày như 10 ngày, 10 ngày như 1 năm. Sáng là gì? 3 giờ, 3 giờ rưỡi là bắt đầu những bộ đoàn để xếp sẵn hết cho các sư cô như vậy. Nếu không có trong đại chúng và ở một mình, không có được huấn luyện như vậy thì rất là khó. Cho nên thành ra bà được huấn luyện từ nơi Hương Sen. Chúng tôi rất cảm ơn tấm lòng của quý sư cô. Sư cô Nghĩa, sư cô Ngộ quản lý các cụ bà ở dưới Hương Sen. Vì vậy cho nên thành ra là khi bà lên trên này rồi, bà mới dặn chúng tôi 3 điều mà hồi nãy thầy Tánh, thầy Tự có viết ra cái việc này. Đó là nói đến cuộc đời tóm tắt của bà cụ. Thứ nhất là bà nói chúng tôi là lúc đi học và lúc chưa có phải là lãnh chúng, là người ở trong chúng, chưa phải trụ trì, đừng nên nhận tiền của Đàn Na Tín Thí. Có đại chúng, có chùa lo rồi. Dẫu là người ta tự cúng không nhận. Vì sao vậy? Mình không đủ cái phước báu, nhận riêng cho mình tổn phước. Cái người mà ở trong chúng mà người ta được chúng tin tưởng, được mọi người tin tưởng, họ giữ rồi họ cũng phải làm cho người lợi ích cho chúng nữa, chứ không phải họ giữ riêng cho họ. Họ giữ riêng cho họ, họ hết phước ngay tức khắc. Như vậy hôm nay thí dụ mình có trong một cái buổi lễ như trai tăng hôm nay, quý thầy quý sư cô nhận để đi xe qua lại, chuyện bình thường. Nhưng khởi niệm lên để mong người ta cúng dường, khởi niệm lên để mà gì, là để người ta cúng, mà người ta cúng ít mình nói phải cúng nhiều, hoặc người ta cúng mình sanh tâm gọi rằng là tham luyến, thì cái chuyện này phải đoạn tiệt. Thì con đường người tu sĩ không có chướng ngại, không có gặp gỡ, không nhiếm vô ngũ dục, đó là tài buông được. Bà nói cái chuyện này nó lại vướng trong ngũ dục, bà nói nên buông xuống. Thứ hai, người tu sĩ, tôi nói cho thầy biết, phải đoạn tiệt liền cái tâm ái dục, đó là một con ma dâm. Dẫu cho người tu sĩ ngoài đời, nó sẽ giết con người đến tận xuân tỷ và nhà tan, mạng mất, sự nghiệp tan tành mây khói, dẫu là nam hay nữ. Hôm nay dỗ bà, chúng ta phải nói những điều thống thiết này, đúng lời Phật dạy, Tổ Ấn Quang hay nói chuyện này. Điều thứ ba, thầy phải nuôi mấy bà già. Vì tuổi già người ta rất là neo đơn, cô đơn, và con cái sẽ có thể ruồng bỏ họ. Và lời qua tiếng lại, thầy chuốc cái việc gọi rằng là đem đi để cho giữa con cái với cha mẹ không có mang cái nghiệp khẩu và tạo những cái nghiệp xấu ác với nhau. Đó là việc không nên bỏ. Vì vậy mấy thầy về sau có đi đâu, ở nơi nào, chốn nào, nhận 3-4 bà già ở rất yên, rất yên. Chúng tôi từ lúc 4 bà già tại đây. Thì thực sự mà nói thì gia đình chúng tôi là một gia đình thiếu phước. Chúng tôi nói thẳng là như vậy. Dẫu cho trong cõi này gia đình đủ phước, mới sanh ra đã là trong cái nôi vàng đi. Gia đình người đó được
tổ nghiệp tức là gia đình để lại của cải vật chất 100.000 tỷ đi. Nhưng Ấn Tổ nói mấy ai trong cõi này chưa phải là thánh hiền, không học hiểu được đạo lý nhân quả, thì ai không hàng ngày rong trong phường thanh sắc để hưởng phước tạo nghiệp sát trộm dâm? Nói cho tôi nghe, ai? Không một ai. Chỉ trường hợp họ biết đạo, họ hiểu đạo, họ biết nhân quả, họ tu hành thì họ gì? Hưởng ích cho nhiều. Và nếu là thánh hiền thì biểu pháp càng tốt hơn. Còn nếu mà khổ khổ, tốt, tốt lắm, lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy, tốt. Khổ đó họ mới chịu tu, còn sướng thì hỏi ai, mấy ai chịu tu? Không có. Chỉ có Bồ Tát Hộ Minh ở trong cung vàng địa ngọc, con vua Tịnh Phạn, nhưng Bồ Tát này vẫn buông xả được. Đây là Bồ Tát, còn phàm phu vào là dính luôn. Như vậy hôm nay hoàn cảnh nào mình an phận hoàn cảnh đó. Cái chuyện mình niệm Phật về Tây Phương Cực Lạc thực sự không cần phải là tiền nhiều, địa vị cao sang, vẫn là một người cư sĩ ngu phu ngu phụ. Họ chân thật họ niệm Phật, người này Phật A Di Đà đó. Còn người đó là cao sang quyền quý, giàu có, nhưng hàng ngày không biết niệm Phật, toàn là tạo ra là ác nghiệp, sát trộm dâm dối, ganh tị hơn thua, đấu đá hận thù. Thấy người hiền không có khen kính tán thán, thấy người tạo điều ác không có gì, không có nhìn để mà mình học để mình tránh, thương kính họ mà dèm pha hỉ nhục họ. Coi ai không có chuyện này không? Như vậy là giàu có để là khổ phải không? Nếu mà họ biết tu hành, nếu họ giàu có, họ đem tiền của này họ đổi thành ngân phiếu, ngân phiếu này là tịnh nghiệp gửi về Tây Phương Cực Lạc, họ làm phước, họ cúng dường, họ đem cái đồng tiền tạm ở cõi này biến thành công đức vô lậu. Ê à, cái chuyện này hay quá, cái chuyện này hay quá. Nên suy nghĩ chuyện này, đem cái đồng tiền hữu lậu này, đem cái đồng tiền mà mình đang dùng trong một đời này, có nhiều lúc bệnh không dùng được luôn, có đó mà dùng không được, đổi thành ngân phiếu phóng sanh in kinh, làm những đạo tràng giúp người niệm Phật, thì người này biết đổi cái phước của hữu lậu thành tịnh nghiệp công đức vô lậu. Làm được không? Không thấy, không thấy chỗ này là công đức vô lậu, vẫn giữ khăng khăng, mà càng giữ càng nhiều, càng lo nhiều, càng khổ tâm nhiều, càng buồn phiền nhiều, và càng đọa lạc nhiều. Còn càng có nhiều càng giúp mọi người nhiều, giúp mà không phan duyên, có duyên bao nhiêu giúp bấy nhiêu. Thì con người này là con người gì? Con người này là đang sống trong cõi trần học đạo, nhưng người này là gì? Đã là hoa sen trong biển lửa rồi. Vì sao gọi là hoa sen trong biển lửa? Vì họ ở trong cõi dục này mà họ không bị ngũ dục vùi lấp họ. Họ ở trong cõi trần này mà họ niệm Phật, họ coi tất cả là giả tạm dùng để họ mục đích về cực lạc, thì người này gọi là hoa sen trong biển lửa. Người này heo sen trong biển lửa. Biển lửa mà mọc được hoa sen, trong cõi dục trần này mà người ta lại muốn thoát ly trần khổ. Điều này trong văn sao về lật ra coi cho kỹ. Thì có một cái điều chúng tôi hôm nay nói đến bà cụ, bà dùng cái cách dụng công, mà hôm nay chúng tôi nhìn kỹ vào thì thấy trong văn sao nói mà bà dùng, cho nên thành ra bà khỏe, bà sống thọ. Ở Hương Sen lên bà quá đuối, lúc bảy mấy tuổi là bà quá đuối, cứ thức khuya như vậy, bà chiều không cho ăn nữa. Không phải không cho ăn chứ mà vô cái luật ở dưới đó chỉ cho uống bột, mà bà cũng không có uống luôn, cho nên quá kiệt sức. Cho nên chúng tôi đưa lên tế quần đường hút một ít thuốc về cho bà uống, bà khỏe lại. Bà muốn về chúng lại, sau chúng tôi đưa lên trên này đó, thì bà dùng cái cách niệm trong tâm bốn chữ. Chút nữa chúng tôi sẽ nói cách này. Hôm bữa chúng tôi nói cái cách niệm trong tâm bốn chữ A Di Đà Phật. Đại chúng thấy bình thường không dùng phải không? Hay lắm, hay lắm, dùng đi, dùng thử đi. Tịnh niệm tiếp nói đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Nhiếp tâm tịnh niệm A Di Đà Phật, đây là cách giữ hơi dưỡng khí dưỡng thần hay nhất.
chúng nữa chúng tôi nói và dẫn chứng có cái đoạn này ông tỏ nó. Lúc tổn khí rồi, khô môi khô miệng, tưởng không biết vì sao niệm Phật có khô môi khô miệng, thầm Nam Mô A Di Đà Phật, vẫn tổn khí, vẫn là gì, không còn sức lực trong cơ thể, tâm lực bắt đầu hoảng lên, hít thở làm đủ kiểu gì cũng là gì, hoảng hốt lên, bắt đầu ma sự xuất hiện. Hằng ngày dùng cách này, ăn cơm cũng niệm trong tâm được, mỗi lúc mỗi nơi dưỡng cái khí, dưỡng cái hơi bằng cách niệm trong tâm, mới lần đầu gọi là nhớ câu Phật hiệu, sau đó rồi từng chữ rõ phát ra tiếng. Cô Phật tử ở dưới khu chuyên tu, cô Lâm, cô nói sư phụ đang ngồi giảng câu Phật hiệu trong tâm phát rõ ràng, làm giống một tiếng đang nghe giảng mà hai tiếng không lẫn lộn, tự nhiên nó phát rồi nó hết, tốt, không phải nó mất là không có. Có kiến hiệu, có kiến hiệu. Vì sao? Đó là biểu hiện của một âm thanh ly trần cấu. Làm được không? Được. Được. Hôm bữa chúng tôi nói chỗ này rất sơ sài. Bình thường phải không? Phi thường. Không sâu phải không? Rất sâu. Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, trong tâm thường giữ câu Phật hiệu, 3 ngày đến 10 ngày thấy một khối nguyên khí thái hòa trong đó. Còn hàng ngày mà cứ niệm ra tiếng, niệm giáp môi hoài, rồi đi nói chuyện nữa thì tổn khí mệt, rồi thấy câu Phật hiệu không kiến hiệu, bỏ hết toàn bộ luôn. Hôm nay chúng tôi muốn nói cái chỗ này. Dĩ nhiên chúng tôi vẫn chưa đạt được gì cả, cho nên thành ra ngày hôm nay là ngày giảng cuối cùng của chúng tôi, để không còn phải là một vị giảng sư nữa. Vì ông Tổ có 4 cái điều mà Ngài làm. Thứ nhất là gì? Không làm giảng sư. Mỗi khi mà làm giảng sư đi lên trên này để tính, để dọa, để giảng, để nói, trong đầu phải nói là đủ thứ chuyện để mà để nói câu Phật hiệu trong tâm, loãng, loãng từ từ đến khi mất, không gượng lại được nữa. Niệm niệm nhạt nhòe, rồi hoảng hốt bắt đầu niệm ra tiếng thì coi như lúc này xong rồi đó. Chỗ này là cái chỗ yếu quyết, đại chúng hết sức là thọ lãnh. Thứ hai, Tổ sư Ấn Quang không trụ trì vì nhiều người quyên góp tiền bạc làm cho tín tâm Phật tử mất, cho nên thành ra Ngài không bắt chước những vị đó. Còn những vị mà quyên góp hay say, Ngài không bao giờ chỉ trích, đó là các vị Bồ Tát ra đi làm. Bản thân Ngài không trụ trì, không xây chùa. Thứ hai, không nhận đồ chúng vì có nhiều người nhận vô rồi để cho họ đi lang thang bên ngoài, họ đi làm những chuyện sằng bậy, họ làm những chuyện không đúng, họ không có hàm dưỡng tu hành, Ngài cũng không làm chuyện này. Thứ tư là không thọ pháp của ai. Ngài gặp Long Thơ Tịnh Độ rồi bắt đầu là Ngài gì? Đi vào tu Tịnh Độ luôn. Từ năm bắt đầu 21 tuổi xuất gia, 22 tuổi bắt đầu thọ giới gặp Tịnh Độ, và đến cái chùa của Ngài Mộng Đông, tức Ngài Triệt Ngộ ở 6 năm, quay về lại ở Linh Nham. Số các chùa, một vài chùa ở tại cái đảo Phổ Đà, bế quan hàm dưỡng, ẩn kính tài năng, đem những cái tâm vọng động vứt ra ngoài Đông Dương Đại Hải. 35 năm như một ngày, không ai biết đến tiếng hai chữ Ấn Quang. Chỗ này phải làm, không biết thì thôi, biết phải làm 4 điều này. Những ai họ có khả năng làm giảng sư, ô tốt quá, lợi ích chúng sanh, họ là Bồ Tát, cung kính Bồ Tát đàng hoàng. Còn mình hôm nay thực sự chúng tôi, từ khi gặp Văn Sao Ấn Tổ bên Mỹ, chúng tôi về là không đi giảng các nước. Rồi ở Vĩnh Nghiêm 4 lần chúng tôi thấy cũng quá sức với chúng tôi. Đến hôm nay bận rộn liên tục những ngày lễ kế tiếp. Bây giờ đây lễ mọi Phật tử về, bao nhiêu con người này, có mấy anh em chúng tôi. Rồi bắt đầu lễ vía, rồi lễ Vu Lan nữa, rồi đủ thứ loại lễ hết. Thì Ngài nói làm sao? Cứ xáo trộn liên tục cái đạo tràng. Xáo trộn liên tục đạo tràng nghĩa là gì? Tổ chức hết lễ này đến lễ nọ thì không phải là đạo tràng niệm Phật quanh năm. Người ta bị gián đoạn, không làm khoa nghi Phật sự kinh sám. Những ngày lễ đó cho họ về tụng thời kinh, rồi cúng dường trai tăng gọn gàng giống như thời khóa tu. Người giảng sư này không thăng tòa nữa. Đủ duyên, ai hết sức đủ duyên với chúng tôi gặp, nói họ vài câu họ chịu niệm Phật được. Như vậy rồi mình phải gọi rằng là đi một nơi không người biết đến ở một mình phải không? Không. Không phải cái cách của Ngài. Cái cách của Ngài là gì? Ở dưới trong chúng mà gì? Bớt tiếp khách. Vì tiếp khách nhiều thì câu Phật hiệu này bị giảm. Khi câu Phật hiệu trong tâm giảm, bắt đầu niệm ra tiếng tổn khí, giữ câu Phật hiệu không được, bắt đầu tụt lốt luôn. Có chuyện. Hằng ngày nói lu bu, tiếp khách đủ thứ chuyện.
Hai thời công phu lên từng ra tiếng nữa, không giữ một câu Phật hiệu trong tâm để giữ khí lực, để giữ hơi và để mà an hòa trong đó, an định trong đó, thì người này rớt. Chỗ này hôm nay là quan trọng. Ngài có khai thị về cái tổ nghiệp và tổ đức. Chúng tôi nói một chút xíu chỗ này. Tổ nghiệp là sao? Tổ tiên của họ để lại một cái sự nghiệp, bác sĩ, kỹ sư, làm một cái nghiệp gì đó. Tổ tiên họ để lại một cái tổ nghiệp. Mà sở dĩ cái tổ nghiệp của tổ tiên họ thành tựu được là nhiều đời đã có tích lũy tổ đức. Đức của gia nghiệp người đó có tích lũy. Tổ đức họ có tích lũy. Lắng nghe cho kỹ chỗ này. Khi mà tổ đức họ tích lũy đủ được tốt thì cái tổ nghiệp, tức là sự nghiệp của con người đó, hành thông ngay. Thời xưa người ta tích lũy cái công danh của tổ nghiệp bằng cách là họ tích lũy tổ đức trước. Còn thời bây giờ khác hẳn với thời xưa. Khác hẳn thời xưa là bây giờ họ lo cho con cái họ học trường này trường nọ, làm sao nó thiệt phải là giỏi, nó phải có tài hơn người. Thì người này đã tích lũy cái sự nghiệp cho gia đình họ mất gốc, vì không cho con cái họ biết hiếu đạo trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, không có cho họ biết năm giới sát sanh trộm cắp tà dâm nói láo uống rượu, không biết mười thiện, thì tổ nghiệp đã bị khuyết rồi. Mà tổ đức họ bị khuyết rồi thì tổ nghiệp họ cũng bị trở ngại luôn. Nhưng mà con người nếu mà tích lũy tổ đức, khuyết họ coi là chuyện bình thường, không có gì quan tâm. Hiếu đạo trung tín lễ nghĩa liêm sĩ làm được cũng có thôi, không sao. Năm giới giữ được cũng giữ được, không sao. Sự nghiệp ở ngoài là quan trọng, học hành để mà thành tựu có tiền về kiếm cơm áo gạo tiền là quan trọng. Từ ngày này tích lũy mất gốc. Chúng tôi cho sư cô Liên Phương là người mà tích lũy tổ đức tốt cả một đời, đó là hành cái nghề bán bánh hỏi chay. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi khuyên mọi người, nếu tích lũy tổ nghiệp là tích lũy cho con cái có sự nghiệp, học hành đỗ đạt, có công danh tiền bạc, thì phải nên tích lũy tổ đức giống như Ấn Tổ khen ông Phạm Trọng Yếm. Phạm Trọng Yếm là một người gia đình không có đức, tổ nghiệp cũng thất bại, tổ đức cũng trở ngại, người cha mất, người mẹ bắt đầu tái giá thêm một người chồng khác. Ông phải ra đi lang thang, không nhà, không cha, không mẹ, không tiền, trú ẩn tạm trong một ngôi chùa, bắt đầu tích lũy những cái điều của cổ thánh tiên hiền. Ông học từ từ, 6 năm đèn sách, ông thi bắt đầu đổ trạng quan. Từ nơi cái gì? Ông tích lũy tổ đức bằng cách học theo các vị cổ thánh tiên hiền. Ấn Tổ khen ông Phạm Trọng Yếm, ông này một con người tích lũy tổ đức trước, cho nên thành ra tổ nghiệp của ổng về sau rất vững. Bản thân chư sĩ tu sĩ chúng tôi cũng như vậy. Nếu mà hàng ngày không lo công phu tích lũy công đức niệm Phật, ăn chay phóng sanh tu hành, không làm phước đức cho người khác, xây cái chùa to đùng lên, nghe cái đùng cái người đó coi như tan tành mây khói. Một là chết sớm, hai ra đời, ba có chuyện trở ngại. Vì họ lo tích lũy cái tổ nghiệp là xây dựng bên ngoài. Dĩ nhiên tích xây chùa là tích đức, là tích phước cho người đến tu. Mà lợi người hại mình, mình không có công phu coi như trắng tay, hai bàn tay trắng. Lợi người phải lợi mình. Nếu mà lợi mình mà danh lợi, tài sắc danh thực thì nên bỏ nó đi. Mà lợi mình là công phu tu hành, tích lũy công đức, phải lợi mình. Có người hỏi Ấn Tổ, vậy con đi làm phước cũng làm lợi người ta, như vậy có được không? Ngài nói, ông trước phải làm lợi ông có công phu hàm dưỡng, đem những cái tâm bợp chợp, cống cao ngã mạn, khoe khoang khoác lác, vứt ra ngoài Đông Dương Đại Hải, hàm dưỡng trở thành pháp khí đi. Tùy duyên ông làm lợi có lợi ích. Giờ mấy thầy không có tiền bạc, không làm lợi ích chúng sanh, không tu tốt, Phật tử về chỉ nghe mấy thầy nói một câu, ô niệm Phật trong tâm, từng chữ khỏi nhớ số. Chúng tôi dùng cách này, bởi vì Ngài nói trong đoạn này là khỏi nhớ số. Vô công phu thì nhớ số, ai đủ khả năng thì nhớ, nhưng mà chúng tôi thì nhớ không nổi số. Nhớ số bự nhiên nó nhớ số không, nó lại công Phật hiệu nó yếu. Mà từng chữ trong tâm rõ ràng a di đà Phật, rõ ràng từng chữ trong tâm. Mới lần đầu nó nhè, vọng tưởng đánh cái văn. Nhưng về sau từng chữ trong tâm kháng khích, đừng cho gián đoạn. Thì Ngài nói đây là cách tịnh niệm tiếp nói.
nhiếp tâm tịnh niệm, không có chướng ngại, không có bệnh, dưỡng hơi rất tốt. Nói đến hôm nay cái chuyện hiếu thuận đó, thực sự chúng tôi hôm nay nhận chúng tôi là một người bất hiếu. Vì sao nói như vậy? Đưa cha mẹ đi tu mà sao gọi là bất hiếu? Nhưng mà bất hiếu đó, khi bà mất, chúng tôi lại vì một cái giấy tờ, vì cái thẻ xanh, vì pháp hội ở phương xa San Jose mà bỏ mặt đó giao cho quý thầy. Dĩ nhiên cái đám rất tuyệt, rất đông, mọi người hưởng ứng, quý thầy lo chu đáo, có thầy Chí Thạnh lo. Nhưng mà chúng tôi về không được, thì giờ nhìn vào trong văn sao, đây là thiếu bổn phận, đây là người bất hiếu. Cái tội này lớn. Chúng tôi mong quý vị cha mẹ còn đừng có làm như chúng tôi. Cha mẹ mất thì phải về để lo tang lễ đàng hoàng. Cha mẹ đã mất rồi thì phải nên hàng ngày công phu hồi hướng, đừng có làm những người bất hiếu như chúng tôi. Còn là phàm phu không ai trọn vẹn đâu. Hôm nay hổ thẹn đến cùng cực. Lỡ mà ban đêm mà bà ở cảnh giới nào, hoặc bà mà coi như là về cực lạc, lý ví dụ vậy, mà mình nhìn mặt bà thì thiệt sự không còn mặt mũi nào mà nhìn. Hổ thẹn đến cùng cực, muốn chết được. Mong mọi người còn cha mẹ nên viết thư ấn tổ, viết bằng tay, nắng nốt xấu đẹp gì đó gửi về cho cha mẹ, gửi cho anh em bạn bè. Lá thư này có tác dụng rất lớn. Cất đó đi, công phu chướng ngại lấy ra. Hôm nay chúng ta không nói nhiều, bởi vì trong văn sao đủ rồi. Mỗi buổi sáng phóng sanh, có những lúc chúng tôi chia sẻ ít và không chia sẻ, thầy hậu làm lễ, thầy tánh đọc, và bắt đầu ngày mai thì sẽ soạn ra một trang nói về pháp môn tịnh độ, còn lại một trang nói về phóng sanh, là phóng sanh là trợ hạnh đắc lực cho sự vãng sanh, và sát nghiệp là giết hại, và ăn thịt là trở ngại rất lớn đối với tịnh nghiệp. Như vậy người ăn chay, người phóng sanh là người tạo gì? Tạo tịnh nghiệp, lòng từ không giết, đó là nghiệp tịnh nghiệp của thứ ba. Phải làm chuyện này. Chúng tôi hơi giật mình, hơi muốn thối lui, nhưng mà cuối cùng không ngại. Một ngày 10 triệu, một tháng 300, cứ làm. Vậy mà cũng có mà làm. Chuyện này chúng tôi thấy công đức phóng sanh kỳ đặc. Nói như vậy không phải khoe khoang, mà nói như vậy để toàn bộ mọi người đúng ngày phóng sanh, giờ phóng sanh đó gặp chúng tôi. Còn riêng bản thân chúng tôi ở chung với đại chúng, và đến hôm nay là năm thứ ba đã tu một mình. Sáng hôm nay ra tu với đại chúng, nó có cái thú, chút nữa chúng tôi sẽ nói quý vị cái thích thú của đại chúng rất hay. Sáng nay với thầy Tuệ, chú Bảo, chú Nhật Minh, chú Thắng, anh em tu chung với nhau, nó có cái hay, chúng tôi thấy nếm được cái mùi vị hay vượt cực kỳ tu với đại chúng. Tu một mình nhiều lúc cái hơi mình không đủ, lâu ngày nó xuống khí lực hồi nào không hay. Học giải đãi không có ai mà kéo lại cho mình, cho nên nãy thầy Khiêm thầy nói, bây giờ ra khỏi chúng rồi mới thấy cái giá trị của đại chúng. Tuyệt. Mỗi người có mỗi cái hay của họ, có cái tài của họ. Thầy tánh ổng tổn khí đến tính cùng cực rồi, bắt đầu ông tìm ra cách lại 3, 3, 4. Chúng tôi phối hợp thêm là thầy niệm 4 chữ, chúng tôi đẩy vô 6 chữ và có khoảng cách để cho quý vị làm sao lại làm sao đừng cho tổn khí. Hôm nay có mấy trợ rồi, bây giờ chúng tôi mới thấy ông Hồ Tiểu Lâm ổng niệm trong tâm, lạy A Di Đà Phật từng chữ trong tâm, mình Nam Mô A Di Đà Phật từng chữ trong tâm, nghe cái máy dưỡng hơi để lễ suốt trong một buổi lễ không mệt. Từng chữ trong tâm rõ ràng, khi khoảng cách câu Phật hiệu giữa câu Phật hiệu này câu Phật hiệu nọ vẫn là Nam Mô A Di Đà Phật trong tâm, lễ nên niệm 6 chữ ra tiếng. Nhưng mà niệm trong tâm không tổn khí, dưỡng lâu dài, chứ không phải tu 1 năm 2 năm đâu. Chúng tôi quý vị là phải đến 10 20 năm, phải tính đường dài. Đường dài phải có máy để trợ thính. Hay, cực kỳ hay luôn. Còn bình thường ra khỏi thời khóa rồi, bắt đầu nghe lại tiếng niệm Phật trong tâm. Nếu người nào hành trì như vậy 3 đến 5 năm, người này chắc chắn có thành tựu. Rõ ràng trong văn sao nói không ngờ vực chút nào nữa. Phải đưa nó đại chúng. Bây giờ đại chúng quý vị ở nhà tôi đại chúng sao? Một là làm cái máy. Hôm nay máy đáng lẽ về được ngay cái ngày giỗ sư cô 2000 cái máy màn hình, mà hôm nay họ bắt đầu mới chuyển 1.4 tỷ về cho họ, để họ bắt đầu mới chuyển về. Chúng tôi thấy con đường đã thông rồi, bây giờ làm 5000 cái máy nhỏ nữa để người ta đeo đi, chỗ nào người ta niệm Phật cũng được. Theo với lối lạy 3, 3, 4, nên nghe mà lạy, và gì trong tâm mà nhớ tưởng. Bữa thầy tánh nói con đang đi kinh hành, con im lặng
nghe lại câu Phật hiệu A-di-đà Phật thiệt là khỏe an vui. Những lúc mình thấy hơi choáng váng, hơi chóng mặt, hơi khó chịu, khí lực thiếu là im lặng nghe, công đức vẫn như niệm. Nếu mà nghe hoài không có tiếng niệm Phật trong tâm thì không nên, ra khỏi rồi cái thời khóa rồi với đại chúng, bắt đầu nghe lại trong tâm từng chữ cho rõ, cho sâu. Nhiều lúc tập trung nghe quá rồi bắt đầu mình thấy hơi khô miệng và thấy nó hơi không ổn, cái tâm lý khí lực chưa đủ, thả câu Phật hiệu, hít vài hơi thôi, vài hơi vừa đủ, rất là sảng khoái thoải mái. Không nên hít liên tục, tối ngủ mà hít không ngủ được, hít cho mạnh luôn được liên tục thì có vấn đề, trở ngại bệnh liền, sáng có lời. Hầu như là mất ngủ, cô hít liên tục khí lực, hít xong bắt đầu cô giật, hít mạnh quá giật, bị bệnh hít thở nặng quá, giật, chúng tôi nói, bà này bị bệnh hít thở rồi. Người ta kêu hít những cái lúc mà 10 niệm hoặc là thỉnh thoảng nó thiếu khí lực, chứ mà hít riết, chúng tôi kêu bây giờ không hít nữa, đỡ ngồi dậy, không nhớ hơi thở nữa, nhớ từng chữ trong tâm thôi, nhớ có 5 phút bình thường thôi, không chết. Mấy thầy kêu mang phòng hộ niệm, mang hộ niệm là chết liền không? Hít nhiều quá và cái gông nó gần, không đủ khí lực cái gì, là bệnh hít thở. Đừng có dại dùng hơi thở quá đi là tổn thương thành bệnh, dùng đúng lúc thôi, cái chỗ này quan trọng. Một hơi thở nhẹ niệm câu Phật hiệu được tốt, còn không thì lúc mình thả nó bình thường để mình bám theo câu Phật hiệu. Quý vị để ý, 4 chữ trong tâm không còn hít sâu, vẫn là giữ hơi. Ấn Tổ nói, vẫn giữ hơi bằng cách niệm Phật thầm trong tâm. Quý vị về coi xong lướt lướt nó qua cho coi, nó qua liền. Nhưng mà đến khi mình tổn khí đến tột cùng mà gọi như là giống như con cá mà nó không còn một chút nước gì, nó nằm trên bờ, nó dậy đạch chuẩn bị nó chết, thì lúc đó mới thấy cái khí lực nó quan trọng. Coi vô cái chỗ là niệm Phật trong tâm để giữ hơi, hồi nãy cứu bà được, nãy cứu bà lợi được, chúng thôi mang phòng hộ niệm, bà giật vài cái nữa bà chết rồi. Cho nên Ngài nói cái hơi thở này biết dùng cho không khéo thành bệnh. Nếu tâm an yên ổn, hít sâu những lúc mình cầm, còn không thì thôi, giữ câu Phật hiệu trong tâm, một nguyên khí, một khối nguyên khí thái hòa và hơi thở vừa đủ khỏe được rồi. Lúc mà giữ câu Phật hiệu liên tục đó, có những lúc khô miệng, hơi thiếu hơi một chút vì không có tập trung hơi thở, thả ra hít vài hơi nhẹ nhàng rồi đủ xong. Hơi thở nó đủ là được, mà khi nó đủ rồi nó không có cần nữa. Còn cái tâm mình thiếu câu Phật hiệu là lúc nào cũng thiếu. Tâm tán loạn là quan trọng, giữ cho nó thường xuyên. Như vậy hôm bữa chúng tôi phổ biến cái hơi thở có sai không? Không, dùng đúng lúc, 10 niệm hít hơi được. Còn đang lại mà hít hơi tống cho nó thiệt nhiều vô trong đó, bắt đầu thần kinh nó căng, nó chịu nổi, giống như bà lợi nãy bà giật. Bà ngồi có 3 phút là hết liền, thầy phổ nói sư phụ vô khai thị bà gài cá cho bà chết, bà giật quá rồi. Nên đỡ bà dậy, bà bỏ luôn hơi thở, tập trung câu Phật hiệu, trở lại liền. Câu Phật hiệu thường giữ trong tâm 4 chữ thì giữ hơi rất tốt. Cái chỗ này là cái chỗ mà thâm sâu. Bây giờ chúng tôi nói thầy Minh đọc cái lá thư Ngài nói về chỉ hiếu, dĩ hiếu vi bổn luận. Hôm nay là ngày buổi giảng quan trọng và không có ngồi trên pháp tòa nữa, cho nên hết lòng lắng nghe cho kỹ và nghe đi nghe lại cái đĩa này để dụng công, chứ không thì thành bệnh chướng ngại. Hết sức thận trọng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép đọc những lời khai thị của đại sư Ấn Quang. Cung kính dâng lên cúng dường chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị dĩ hiếu vi bổn luận, lấy hiếu làm gốc. Hiếu là đạo không gì lớn hơn được nữa, bao trùm trời đất, uống nắng thánh, đào tạo hiền. Tiên vương tu đạo hiếu nên thành tựu đức tột cùng. Như Lai nương theo đạo này chứng được đạo giác. Vì thế hiếu kinh đạo Nho có câu: ôi hiếu là kinh của trời, là nghĩa của đất, là hạnh của dân vậy. Giới kinh nhà Phật dạy hiếu thuận phụ mẫu, sư tăng tam bảo. Hiếu thuận là pháp chí đạo, hiếu gọi là giới, cũng gọi là ngăn dứt. Thế gian hay xuất thế gian không gì chẳng lấy hiếu làm gốc. Hiềm rằng thế tục phàm tình chỉ biết hành đạo hiếu,
nơi mặt hình thức rõ ràng, chẳng biết chỗ cùng cực tận hiếu. Hễ cứ thấy hàng thích tự xuất gia, liền dựa theo ngay ý kiến ức đoán của chính mình, mặc tình hủy bán, chẳng hiếu thuận phụ mẫu, chẳng khác gì phường đảng tự nghịch đồ. Chẳng biết pháp thế gian trọng hiếu, mà pháp xuất thế gian cũng không hề không trọng hiếu. Bởi lẽ hiếu như thế gian nói thì có hình tích để tuân theo, còn đạo hiếu của họ thích thì giảng lược nơi bề ngoài, mà chuyên chú dốc sức nơi cái gốc. Có hình tích để tuân theo thì rõ ràng dễ thấy, còn chuyên chú dụng sức nơi gốc thì kín đáo khó thể tỏ rõ. Vì sao nói như vậy? Nho thì hầu hạ phụng dưỡng cho cha mẹ yên thân, coi đó là hiếu. Lập thân hành đạo dương danh hộ thế, khiến cho cha mẹ nở mày nở mặt thì gọi là đại hiếu. Luận đến cùng cực thì phàm là ngũ thường bất hạnh, không gì chẳng nhằm phát huy đạo hiếu. Vì thế thiên tế nghi của sách Lệ Ký có câu: chặt một cái cây, giết một con thú chẳng đúng thời thì chẳng phải là hiếu. Vì thế mới nói đạo hiếu đệ thông thấu thần minh, sáng khắp bốn biển vậy. Luận về hiếu đến mức như vậy, có thể nói là tột cùng chí lý vậy, không còn thêm gì được nữa. Nhưng hiếu như vậy rõ ràng thuộc trong vòng tai mắt con người ta dễ thấy. Chỉ có hàng thích tự chúng ta lấy chuyện thành đạo lợi sanh làm cách báo ơn tối thượng, không chỉ báo đáp cha mẹ nhiều đời, mà còn báo đáp hết thảy cha mẹ trong tứ sanh lục đạo từ vô lượng kiếp. Không những hiếu kính cha mẹ khi còn sống, mà còn độ thoát linh thức của cha mẹ, khiến cho họ vĩnh viễn thoát khỏi khổ luân, thường trụ chánh giác. Vì vậy mới nói đạo hiếu của họ thức ẩn kín, khó thể hiểu rõ vậy. Tuy vậy đạo hiếu của Nho lấy chuyện phụng dưỡng cha mẹ làm đầu, nếu đệ tử Phật từ biệt cha mẹ xuất gia thì có phải là chẳng đối hoài công cha mẹ nuôi dưỡng hay chăng? Đức Phật chế định xuất gia phải bẩm cùng cha mẹ, nếu có anh em con cháu có thể nhờ cậy thì mới được bẩm thưa cùng cha mẹ bằng lòng mới được xuất gia, nếu không chẳng cho xuống tóc. Có người xuất gia rồi, nếu anh em gặp chuyện cha mẹ không nhờ cậy ai được, cũng được phép xẻ bớt cơm áo để giúp cho cha mẹ. Do vậy ngài Trường Lô còn nêu vết thơm phụng dưỡng mẹ. Thiền sư Trường Lô tông trách đời Tống, người xứ Tương Dương, lúc nhỏ mồ côi, bà mẹ ngài họ Trần nuôi nhờ con trong nhà người cậu. Đến lớn sư thông thạo bác lãm kinh điển thế tục, năm 29 tuổi xuất gia, hiểu sâu xa tông yếu, sau trụ tại chùa Trường Lô, đón mẹ về ở nơi thấp phía đông phương trượng, khuyên mẹ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. 7 năm sau mẹ niệm Phật qua đời, chuyện này chép trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Ngài Đạo Phi có chuyện lạ cho ông cha. Ngài Đạo Phi là tông thất nhà Đường, người Trường An, sanh ra mới vừa đầy năm. Cha vì vương sự bỏ mình, ngài xuất gia năm 7 tuổi, đến năm 19 đời loạn gạo mắt, bèn cõng mẹ vào Hoa Sơn, tự nhịn ăn khất thực nuôi mẹ. Năm sau ngài tìm đến chiếm trường Hoắc Sơn, thâu thập xương trắng, kiền thành tụng kinh chú mong tìm được xương cha. Vài ngày sau xương cha từ giữa đống xương trồi lên, tiến thẳng đến trước mặt ngài Đạo Phi. Ngài bèn chôn vùi những bộ xương khác, mang xương cha đem về chôn cất. Chuyện này được chép trong Tống Cao Tăng Truyện. Vì thế kinh nói công đức cúng dường cha mẹ bằng với công đức cúng dường bậc nhất sanh bộ xứ Bồ Tát. Cha mẹ còn sống thì khéo léo khuyên dụ, khiến cho cha mẹ trì trai niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Cha mẹ đã khuất thì đem công đức tu trì đọc tụng của chính mình, thường chí thành hồi hướng cho cha mẹ, khiến họ vĩnh viễn thoát khỏi ngũ trược,
từ biệt mãi mãi sáu nẻo, chứng vô sanh nhận, đạt địa vị bất thối, đến tột cùng đời vị lai, độ thoát chúng sanh, khiến cho cả mình lẫn người đều thành giác đạo. Như vậy là chẳng giống với đại hiếu của thế gian, luận đến cùng cực toàn bộ lục độ vạn hạnh, không gì chẳng nhằm mở rộng đạo hiếu. Do vậy trong phạm vọng giới kinh, nhất nhất đều dạy nên sanh tâm từ bi, tâm hiếu thuận. Lại nói nếu là đệ tử Phật, hãy nên dùng tâm từ bi thực hiện chuyện phóng sanh. Vì hết thảy người nam đều là cha ta, hết thảy nữ nhân đều là mẹ ta, đời đời không lúc nào ta chẳng được họ sanh ra. Do vậy lục đạo chúng sanh đều là cha mẹ ta, giết chúng sanh ăn thịt chính là giết cha mẹ của mình. Do vậy hết thảy những gì mình tu trì đều đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, chính là nghĩ đến tột cùng đời vị lai, hiếu với trọn khắp các hữu tình. Nếu đem đạo hiếu thế gian ra so sánh thì về mặt hình tích cũng chẳng thiếu khuyết, mà về mặt gốc lại càng dư thừa. Tiếc cho những kẻ không thấy được lý này, nếu không bảo là nói dối hoang đường thì cũng cho là mờ mịt. Nào biết theo chiều dọc thì suốt ba đời, theo chiều ngang thì trọn khắp mười phương, Phật nhãn thấy trọn vẹn như nhìn vào lòng bàn tay vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày hôm nay nhân cái ngày giỗ sư cô Liên Phương, chúng tôi cho đọc cái bài Dĩ Hiếu Vô Bổn Luận, lấy hiếu làm gốc của Tổ sư Ấn Quang. Đây là bài luận rất xuất sắc, một trong tám bài luận. Như vậy bây giờ cha mẹ mình mất rồi đó thì mình làm sao? Thấy tất cả cụ già người lớn tuổi hơn đáng mẹ, cung kính như mẹ. Thấy tất cả chúng sanh gà vịt heo chó, tôm cua, cá ghẹ là cha mẹ không được ăn. Nếu tin đi, làm chuyện này có thọ dụng lớn đó, bình yên suốt cuộc đời còn lại đó. Còn nếu có những cái gì bất trắc khổ đau, đó là quả của quá khứ, nhân quá khứ đã gieo, bây giờ phải nhận quả hiện tại. Đừng có nói cái chuyện phóng sanh đó là cái chuyện mà làm sao làm lành mà để gặp ác. Phải nên nhớ chỗ này. Chúng tôi nói một chỗ này một chút xíu đó. Ví dụ như hôm nay lên giảng, tâm lý tập trung lên đây ngồi nói với một cái suy nghĩ cao độ trong não, cái tần số trong não bắt đầu nó rung động mạnh. Dĩ nhiên điều này là tốt, nhưng mà gần như là chúng tôi để ý những buổi giảng thì ngủ không sâu, không nhiều, mất ngủ từ từ. Cho nên Ngài không làm giảng sư là cái chỗ này. Người nào có định lực Bồ Tát làm giảng sư tốt, truyền bá Phật Pháp, hôm nay mạc nhân giác nhàn, thực sự là công phu quá kém. Hôm trước giảng liên tục 70 mấy bữa ăn cơm sáng xong, đáng lẽ ăn cơm xong phải đi kinh hành, bắt đầu giảng kêu mấy thầy, mấy chú, mấy cụ ngồi nghe. Lẽ dĩ nhiên cái điều đó không sai, nhưng mà điều đó có chướng ngại. Mất ngủ từ từ nơi cái tần số rung động của một cái bộ não. Nãy giờ quý vị ngồi nghe rất êm, thâu vô thôi không có phát ra để rung động cái bộ não. Thứ hai nữa, khi nói là nước miếng bắt đầu nó khô, trong người mình mới tổn khí bớt. Dĩ nhiên nó chút nữa nó sẽ hồi phục lại, nhưng mà cái chuyện này lâu ngày không tốt. Bữa nay không có cái chuyện ngồi pháp tòa nữa, Tết thỉnh thoảng cái gì đó lên chút Tết một chút thôi. Không có cũng không sao, người ta về người ta niệm Phật là chính, công đức rất thù thắng. Như vậy mình có phải bỏ họ không? Không, ai cần việc gì đó cứ viết thư gửi qua thầy Nhật Minh chứ. Đến thầy tánh chúng tôi duyệt kỹ cái lá thư đó và trả lời đúng trong văn sao. Vì quý vị không có thời gian để đọc trong văn sao khi quý vị có chướng ngại. Quá tốt rồi, còn đạo tràng đó có sẵn, cơm nấu nước, cơm nước sẵn cho mình ăn, còn gì đâu mà phải nói nữa. Toàn bộ văn sao đã đủ hết rồi, ấn tỏ nó trong ruột gan của tôi bao nhiêu tôi moi ra hết rồi, không còn gì nữa, ông gặp tôi để làm gì. Bản thân của chúng tôi cũng vậy, học bao nhiêu trong văn sao moi ra hết, mà giờ học mà hành chưa tới nơi, chưa thành phiến, chưa nhất tâm nè, chưa biết ngày giờ giảng sanh, đáng hổ thẹn với lại tổ phụ mình. Mà không bắt chước để mà đi nữa thì coi chừng tan xương mất mạng. Bắt chước đó là bốn điều: không giảng sư nên nhớ, không trụ trì, không thâu đồ chút, không thọ pháp của ai. Mình hôm nay ba điều thôi, mình thọ pháp của Ấn Tổ. Làm được không? Được. Trong môi trường đây quá đủ điều kiện cho quý vị rồi, đúng không?
Lên hôm nay chúng ta gặp nhau nói như vậy, chúng tôi nói một lượt hai tiếng xong rồi, cái người nhớ bao nhiêu đó, nhớ ít nhớ nhiều, mà chúng tôi là tổn thương về cái khí lực nhiều nhất và mất mát co Phật hiệu. Dĩ nhiên bố thí pháp có phước, phước đó so với khí lực với công phu một trời một vực. Khí lực với công phu khi ngồi đó, hồi nãy có một đứa nhỏ Phú Yên nó lên, chúng tôi nói niệm trong tâm được không? Nó anh quay lại trong tâm, anh nhớ, anh kêu được, kêu làm như vậy lâu được không? Anh kêu chắc cũng có thể quên. Niệm ra tiếng coi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kêu niệm nhanh quá không bền. Trong tâm thỉnh thoảng chuyển sang nhếch môi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hai cái này xen với nhau mà giữ trong tâm thì thường xuyên hơn. Nhưng mà nếu mà cái này mà nhếch môi suốt ngày thì cũng tổn khí luôn, hơi không giữ được nữa. Như bình hết hơi, chết ngay, chết ngay tức khắc luôn. Đã vô công phu tốn hơi, hàng ngày đi nói bu lu bu la, tinh thần tán loạn, rồi tiếp tục niệm thầm nữa, trong tâm không có câu nào là coi như người này vài bữa nữa coi như là giật thôi, tiêu. Niệm Phật này kêu gọi là ma nhập, không phải dễ. Hàng ngày không chịu giữ khí nó, nói cho nhiều, lên công phu nữa toàn là tổn khí không, cuối cùng cà giật mà chết luôn. Trong tâm rỗng tuếch, không có một câu Phật hiệu nào trong tâm, làm sao dưỡng hơi được. Chỗ này là đại chúng nên liễu tri thiệt là rõ. Và cái chuyện mà chúng tôi nói giúp cho chúng tôi và toàn thể quý vị trên toàn thế giới, mỗi ngày 10 triệu đó là mình báo hiếu, thả cha mẹ của mình của quá khứ đó. Tuy rằng còn ăn mặn, cứ việc làm đi, ngồi tại đó trước khi phóng sanh 15 phút. Làm gì? Hồi hướng cho từng người trong gia đình mình, bản thân mình có tác dụng. Xong rồi làm lễ phóng sanh, xong là xong. Chúng tôi hồi hướng. Hôm nay có cái điều đó là mọi Phật tử phải hoan hỷ, là mình gửi tên xuống đó, chúng tôi đọc mười mấy người rồi không đọc những người khác, rồi người ta sẽ suy nghĩ toàn bộ là phóng sanh, tự mỗi người hồi hướng hết. Có công đức không? Có. Không phải quý thầy hồi hướng là có công đức, quý vị hồi hướng không có công đức đâu, không phải. Hiểu vậy là sai. Hồi hướng là tất cả từ tâm tưởng sanh. Chính nơi bản thân quý vị hồi hướng cho gia đình quý vị, nó có cái sự huyết thống, nó có cái sự mà thương kính coi chừng hơn chúng tôi nữa đấy. Hiểu không? Pháp phóng sanh này lợi lạc lắm, đừng có nghĩ thả con cá thấy bình thường nha, cạn cợt nha, không, sâu đấy. Bình thường phải không? Không, phi thường. Mỗi ngày làm không tốn đồng nào hết trơn, vui vẻ hoan hỷ, ô bữa nay phóng sanh ở khu chuyên tu, có bữa chúng tôi lên, có bữa chúng tôi không lên, thì gì? Bình thường, không có gì đâu. Chúng tôi tin rằng ngồi ở phía dưới niệm Phật vẫn thấy gì? Đại chúng phóng sanh, khỏi lên màn hình, không sao đâu. Dặn trước như vậy, đừng nói ô bữa nay thầy nhàn ông đi đâu mất rồi, ông bệnh sao. Hôm bữa nói là chủ nhật giảng ngang thứ bảy phóng sanh, nói chiều tụt luôn khí lực luôn, rồi lên ông giảng không được. Không biết niệm trong tâm để dưỡng hơi, chỗ này là chỗ chết. Bây giờ nghe kỹ ngài nói là Phật hiệu nên niệm trong tâm để dưỡng hơi này nha. Thầy Minh đọc, thầy tánh với chúng tôi đọc qua xong rồi bỏ, không quan trọng chỗ này, chết cho chỗ này. Thất bại vô cùng luôn, xem thường. Chúng tôi lúc trước cũng có niệm mà không đề quan trọng, đề khởi trong tâm để giữ Phật hiệu, để giữ hơi, cho nên thành ra rớt, chịu không nổi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời Sư Phụ chỉ dạy, con xin phép được tiếp tục đọc những lời khai thị của Đại sư Ấn Quang về phương pháp tu trì. Thành kính dâng lên cúng dường toàn thể đại chúng. Nam Mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang dạy phương pháp tu trì, nói đến chánh hạnh niệm Phật thì ai nấy tùy theo sức mình mà lập, chẳng được chấp cố định một pháp. Nếu như thân không bận việc, cố nhiên phải từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng yên lặng, động tịnh, mặc áo, ăn cơm, đại tiệm, tiểu tiệm, trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, giữ cho một câu hồng danh thánh hiệu này chẳng lìa tâm niệm. Trong tâm thầm niệm Phật hiệu để dưỡng hơi, lúc nằm chỉ nên niệm thầm trong tâm, đừng nên niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng sẽ tổn khí, lâu ngày sẽ thành bệnh. Đừng nên mù quáng dấy lên vọng tưởng, mong đắc thần thông, đắc duyên pháp, được tiếng tâm, mong xây chùa dựng miếu. Nếu có những thứ ý niệm ấy, lâu ngày chày tháng, ắt sẽ bị ma dừa. Dẫu cho tâm đã tịnh, vọng bị khuất phục,
cũng trở nên sanh lòng hoan hỷ, tự khoe khoang với người khác. Có một phần bèn nói tới 10 phần, đấy cũng là cái gốc để bị ma dừa. Trích Ấn Quang, Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 1, thư trả lời Sư Minh Tâm. Lúc niệm Phật cần phải thâu nhiếp tai lắng nghe, từng chữ từng câu chẳng để lũ qua. Lâu ngày chày tháng thân tâm sẽ quy nhất. Một pháp lắng nghe đúng là pháp quan trọng trong pháp môn niệm Phật. Bất luận là ai áp dụng pháp này đều có lợi chứ không có điều tệ, công đức rất sâu, chẳng như những pháp quán tưởng vân vân. Người biết pháp sẽ được lợi ích, kẻ chẳng biết pháp phần nhiều bị tổn hại. Trích Ấn Quang, Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Lưu Huệ Dân. Người niệm Phật hãy nên cung kính chí thành, từng câu từng chữ trong tâm niệm cho rõ ràng rành mạch, miệng niệm cho rõ ràng rành mạch. Nếu làm được như thế, dẫu chẳng thể hoàn toàn không có vọng niệm, nhưng cũng chẳng đến nỗi quá đáng. Có lắm kẻ chỉ mong lẹ, mong nhiều, thuận miệng niệm ào ào, cho nên không có hiệu quả. Nếu có thể nhiếp tâm thì mới gọi là người niệm Phật thật sự. Đại Thế Chí Bồ Tát đã ví dụ như con nhớ mẹ, trong tâm con chỉ nghĩ đến mẹ, những cảnh khác đều chẳng phải là chuyện trong tâm chính mình, vì thế có thể cảm ứng đạo giao. Lại nói, đồ nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, đắc tam ma địa, tư vi đệ nhất, nghĩa là nhiếp trọn 6 căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, tức tam muội, ấy là bậc nhất. Nói khiến cho tâm miệng tai đều nghe được rõ ràng, chính là pháp tắc nhiếp trọn 6 căn vậy. Tâm là ý căn, miệng là thiệt căn. Tâm và miệng niệm hợp cùng tai nghe thì mắt mũi quyết định, chẳng đến nỗi rong ruổi theo bên ngoài, thân cũng chẳng đến nỗi láo xược phóng túng. Người đời nay niệm Phật phần nhiều đều chẳng chịu nỗ lực nên không có hiệu quả gì. Tu tập tịnh độ hãy tùy phần tùy sức, há cứ phải bỏ sạch môn duyên thì mới tu trì được ư? Ví như đứa con hiếu nghĩ đến mẹ hiền, gã dâm mơ tưởng gái đẹp, tuy hằng ngày bận biểu trăm bề, một niệm ấy không có lúc nào quên bẵng. Người tu tịnh độ cũng phải giống như thế, mặc cho hằng ngày công việc bận biểu tơi bời, quyết chẳng để tâm quên lãng niệm Phật thì sẽ đạt được hiếu quyết. Trích Ấn Quang, Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 3, thư trả lời cư sĩ Giang Hữu Truyền. Niệm ra tiếng thì có thể niệm 6 chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá sẽ khó niệm. Hãy nên niệm 4 chữ, từ sáng đến tối, ngủ thì để mặc đó, thức dậy lại niệm tiếp, lấy niệm Phật làm bổn mạng nguyên thần của chính mình, quyết chẳng buông bỏ lúc chút thời gian nào. Ngõ hầu siêu phàm nhập thánh, liệu sanh thoát tử, vạn sanh Tây Phương. Trích Ấn Quang, Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ Thang Huệ Chấn. Hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay, ở trong lục đạo không nghiệp nào chẳng tạo. Nếu không có tâm tu hành, sẽ đâm ra chẳng cảm thấy có những ác niệm cổ quái hiếm lạ ấy. Nếu phát tâm tu hành, sẽ cảm thấy những thứ ý niệm ấy càng nhiều hơn thêm. Đây chính là do chân vọng soi lẫn nhau mà hiển hiện, chứ không phải là trước kia không có, chỉ là do chúng chẳng hiện rõ mà thôi. Lúc ấy hãy nên tưởng A-di-đà Phật ở trước mặt ta, chẳng dám có một tạp niệm vọng tưởng, chí thành khẩn thiết niệm thánh hiệu Phật, hoặc niệm nhỏ tiếng hoặc niệm thầm, ắt phải sao cho từng câu từng chữ trong tâm rõ ràng phân minh, miệng niệm rõ ràng phân minh, tai nghe rõ ràng phân minh. Thường niệm được như thế thì hết thảy tạp niệm tự nhiên tiêu diệt. Khi tạp niệm khởi lên, hãy đặc biệt đời khởi toàn bộ tinh thần niệm Phật, chẳng để cho nó tác quái trong tâm ta. Nếu có thể thường niệm được như thế thì ý địa tự nhiên thanh tịnh.
lúc tạp niệm vừa mới dấy sẽ giống như một người chống lại vạn người, tâm chẳng thể có chút ý niệm thông thả dễ dãi nào. Nếu không, nó sẽ thành chủ của ta, ta sẽ bị nó hại. Nếu liều hết tánh mạng chống lại nó sẽ bị ta xoay chuyển, đấy gọi là chuyển phiền não thành bồ đề. Ông có thể thường đem vạn đức hồng danh của Như Lai để cực lực kháng cự, thì lâu ngày chày tháng, tâm sẽ tự được thanh tịnh. Tâm đã thanh tịnh rồi, vẫn cứ niệm y như cũ, chẳng buông lung, thì nghiệp chướng tiêu, trí huệ mở mang, trở nên sanh lòng gấp rút vọng động. Đối với những điều như muốn tâm chẳng tham sự vật bên ngoài, chuyên niệm Phật nhưng chẳng thể chuyên, cứ toan chuyên chuyện khác, chẳng thể niệm, cứ muốn niệm những sự khác, chẳng thể nhất tâm, cứ muốn nhất tâm nơi chuyện khác, vân vân, thì chẳng có pháp tắc kỳ đặc áo diệu nào khác cả. Cứ lấy một chữ tự dán ngay trên trán, rủ xuống tận lông mày, tâm luôn nghĩ, ta là người nào mà từ vô thị mãi cho đến đời này đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Giả sử ác nghiệp có thể tướng thì tận mười phương hư không chẳng thể chứa đựng nổi. Đời trước do may mắn nào nay được thân người, lại được nghe Phật Pháp. Nếu chẳng nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì một hơi thở ra chẳng trở lại, quyết sẽ phải thọ khổ trong vạc soi, lò than, rừng gươm, núi đao nơi địa ngục, chẳng biết phải trải qua mấy kiếp. Tổ sư Ấn Quang khai thị những điều tinh yếu của phương pháp niệm Phật. Nay tôi vì bà tính toán, hãy nên gạt bỏ hết thiền lục, chuyên tu tịnh nghiệp, dùng cái tâm mảy trần chẳng nhiễm trì thánh hiệu vạn đức hồng danh, hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm, không xen tạp, không gián đoạn. Niệm phải khởi từ tâm, tiếng lọt vào tai, từng chữ phân minh, từng câu chẳng loạn. Lâu ngày chày tháng sẽ tự thành phiến, đích thân chứng niệm Phật Tam Muội, tự biết Tây Phương Tông Phong. Đấy là đem cái công phu xoay trở lại nghe nơi tự tánh của Quán Âm, để tu tịnh nghiệp nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối của Ngài Thế Chí, thì tu tịnh mà là thiền còn gì diệu bằng. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Bàn Quảng Chánh Biên Quyển 1, thư gửi từ phu nhân ở Hải Diêm. Còn như niệm Phật tâm khó quy nhất, hãy nên nhiếp tâm khẩm thiết niệm, sẽ tự có thể quy nhất. Không pháp nhiếp tâm nào chẳng trước hết phải chí thành khẩn thiết. Tâm không chí thành mà muốn nhiếp tâm thì chẳng có cách nào cả. Nếu đã chí thành mà vẫn chưa thuần nhất, hãy nên lắng tai nghe kỹ. Bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm, đều phải niệm từ tâm khởi, tiếng từ miệng lọt ra, âm thanh lọt vào tai. Niệm thầm dẫu miệng không động, nhưng trong ý vẫn có tướng miệng niệm. Tâm miệng niệm cho rõ ràng rành mạch, tai nghe cho rõ ràng rành mạch, nhiếp tâm như thế vọng niệm tự dứt. Ngoại trừ lúc thực hiện công khóa sáng tối ra, đi đứng nằm ngồi đều phải niệm, chỉ cầu tâm quy nhất, chẳng nhất định phải cầu tướng lành. Vì nếu tâm đã quy nhất sẽ khác với lúc tâm phập phiều tán loạn. Nếu chẳng chú trọng tâm quy nhất, thường mong thấy được tướng lành, rất có thể ma sự khởi lên, chẳng thể không biết. Chí thành khẩn thiết lắng nghe, chắc chắn chẳng đến nỗi ma sự dấy lên. Nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối, chính là cách niệm Phật màu nhiệm nhất. Nam mô A Di Đà Phật. Buổi giảng hôm nay và những cái lá thư này tương đối khá là quan trọng. Nhĩ hiếu vi bổn luận, hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ. Nếu không làm được thì không phải là con người, đồng với cầm thú. Con của con người cũng không được, đừng nói con của Phật. Thì không phải con của con người là do họ bỏ bát đức hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ. Họ con của ai? Con của súc vật. Hiện đời là con của súc vật, mang thân người, đội mũ, ăn cơm, mặc áo, nhưng lòng dạ là dã thú, đời sau phải là súc vật.
quan trọng cực kỳ chỗ này luôn. Nếu bác đức mà bỏ thì đừng nói chuyện vãng sanh, để làm con người chưa được. Tám chữ hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ mà không có thì con người này sống như thay đi thịt chạy, làm loài súc sanh mà gây hại cho người khác, chết mục nát còn có cùng cỏ cây bị đổ lại. Chỗ này quan trọng, phải hiểu cho rõ chỗ này. Dầu là tôi tu sĩ, tu sĩ phải thấy những người già là mẹ ruột của mình. Thí dụ thầy Nhuận Minh, mẹ thầy mất rồi, thầy phải thấy một bà cụ già đang nằm giật thở không nổi nữa, phải thôi cô giống như mẹ mình, chăm sóc kỹ, chỉ cho họ liền, để cho họ chết thì họ chết đi thì mình coi như xong, không đủ lòng hiếu. Thí dụ như thầy Tánh, thầy nói giờ mẹ ruột của thầy trên này, ba ruột của thầy ở trên này, thầy ở dưới đó có phải bất hiếu không? Ba mẹ thầy vẫn đang yên ổn trên này, bây giờ thầy đang sống với các cụ già, xem các cụ già như mẹ, như ba của mình, như cha, như mẹ của mình đó, thì mới gọi là trọn chữ hiếu. Thầy hay thắc mắc chỗ này. Hôm nay chúng tôi đọc kỹ lại mới thấy ngay chỗ này ngài nói chữ hiếu. Coi súc sanh đó là cha mẹ mình, cung kính. Chứ không phải hiếu trong phạm vi của thế gian là cha mẹ mình mới gọi là có hiếu. Mà chưa chắc gì trong thế gian cha mẹ họ tròn cái chữ hiếu đâu, họ lo trọn vẹn đủ đâu. Huống hồ chi là cái chuyện mà súng sanh họ ăn cho đã đời, chứ đừng có nói chuyện có hiếu. Còn mấy bà già kia chết mặc kệ đi. Thì người này chỉ là một làm con người thôi, lâu ngày trở thành súc sanh chứ kêu làm Phật không được. Cái chỗ này phải hiểu. Hôm nay là đầy đủ hết rồi. Chúng ta nói là không có thiếu gì trong ngày hôm nay hết. Tu nữa hay không chứ đừng có nghe nhiều, đừng có nói nhiều nữa. Nói nhiều để làm gì, tổn khí. Nói nhiều để làm gì, nói mà người ta có nghe, người ta chịu tu không? Rồi mình nói mình hành không được, công phu mình xuống thì hư cả đám. Cho nên chúng ta dặn lại cái hơi thở hôm bữa một chút đó, là mình lễ, mình giờ lễ là có thể mình hít sâu 10 hơi là được, thỉnh thoảng thiếu mình cho nó vô. Như thầy Tánh hồi xưa, thầy thấy sảng khoái quá, thầy hít thiệt sâu, đứng giật tế cái đầm. Thì cái này là bị gì? Hơi thở vô và làm cho thần kinh chịu không nổi nữa, kêu sảng khoái. Cái người vô công phu niệm Phật, thân tâm phải buông xuống cái sảng khoái đó, bỏ luôn. Có lực hay không có lực gì kệ nó, cứ giữ câu Phật hiệu thôi. Khí hay không khí gì là khi nó tổn mình biết nó rồi mình phải giữ thầm. Khí lực là quan trọng để giữ cho nó câu Phật hiệu vừa, đừng cho nó sảng khoái quá hôm nay rồi ngày mai nó sẽ xẹp xuống. Nó cứ bấp bênh như vậy là mất công phu. Hết sức thận trọng chỗ này, đừng làm sao cho nó manh động quá. Đừng làm sao cho bữa này quá và cứ một nguyên khí thái hòa ở trong đó hoài, mà mình cứ thấy khoái chìm vô trong đó, gọi là gì? Hoan hỷ phải bỏ luôn thì mới vô công phu sau. Còn chuyện không tu đi rong chơi rồi ăn cơm uống nước uống nó uống trà rồi ngồi chơi để tâm không không tu thiền thì cái chuyện đó cổ họ mình không bàn tới. Nhưng mà người không niệm Phật, không giữ hơi thở, người ta những ngồi thiền thì người này vẫn không đủ khí lực đâu. Tâm vẫn tán loạn, đánh tơi bời trong đó, vẫn mất khí lực trong đó, do tán tâm mà bị mất khí lực. Ngài nói cái chủ lực cổ khí lực có là giữ câu Phật hiệu cho tâm định tĩnh, khí lực tự lên. Hít là khi nó thiếu, bắt đầu mình cho vô, giữ câu Phật hiệu trong tâm. Trong tâm thường niệm thầm Phật hiệu để dưỡng khí, để dưỡng hơi. Chỗ này quan trọng, cực kỳ. Đang đi kinh hành, thấy hơi mệt, hơi niệm không đủ. Hồi sáng chúng tôi đi kinh hành, có những lúc chúng tôi đang đi, không hít câu nào hết trơn, khoảng trống không hít, để bình thường cái tâm luôn. Một chập cái bắt đầu hít cho nó, rất thoải mái trong đi kinh hành. Kinh hành cho chú Nhật Minh xong, rồi gần cuối chuẩn bị hết, chúng tôi thấy hơi không ổn định cái thân mình, chưa quen với đại chúng đi nhiều á. Chúng tôi thường lễ nhiều thì bèn ngồi lại, bắt đầu im lắng nghe, hít sâu, thiệt dịu dàng cho cái thân này, đừng manh nha nó quá động. Thiệt dịu dàng rồi bắt đầu gì? Niệm Phật. Ra tiếng được thấy thoải mái niệm, còn thốc nghe lại trong tâm, nghe lại câu Phật hiệu bên ngoài có mấy trở thính đắc lực luôn. Tụng kinh A Di Đà, tụng cái chú Đại Bi, đến cái khúc mình hết hơi rồi mình nghe đại chúng tụng liên tục không gián đoạn. Hay hay cái đại chúng, hay có mấy trở thính. Còn một mình mà cứ hì hục bao lâu nay, bữa ăn lạc, bữa không, bởi vì thiếu khí làm công việc nhiều là coi như hỏng. Bữa công phu đó là hỏng. Cái gì đó làm sao cho thiệt thoải mái và cân bằng, nhưng phải giữ câu Phật hiệu trong tâm để dưỡng hơi. Nhiều lúc đang đi như vậy thấy nó hơi khó chịu, giữ trong tâm không được, phải hít dài hơi cho nó thiệt là thoải mái. Không có nén nó nhiều quá. Nén cái hơi thở nhiều quá có hại, thành bệnh. Cái chỗ này là cái phải nhớ cho kỹ cái chỗ này, chứ không có phải là mình làm ào ào nó được. Trong tâm thầm niệm Phật hiệu để dưỡng hơi. Thì khi mà tâm mà định lực trên câu Phật hiệu được rồi đó, còn tâm không có niệm Phật nó không có giữ được, nó không có, nó lao chao, nó tản khí mà nó suy nghĩ mông lung, cái tâm nó muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, cái như nó không tự chủ được, lâu ngày gọi là điên. Ở trong tu thiền người ta nén cái tâm để giữ cho nó không còn một chút gì nhúc nhích hết trơn. Nén bắt đầu thả ra một cái nó cứ lên xuống như vậy. Rồi cuối cùng sao? Tông cửa đã chạy, đi.
niệm Phật đến lúc khí tổn cùng cực, không biết niệm thầm dưỡng hơi, niệm rồi loạn lên đi, nhiều lắm, ngài nói nhiều lắm. Làm sao hết sức khéo léo trong đại chúng, dưỡng lâu dài là chính, không có ào ào nó. Hơi thở bây giờ bình thường cho nó, thiếu mình cho nó vô, mới chúng tôi nói hít sâu vô, thiếu mình cho nó vô, còn không thì nên, nếu mà nó vừa đủ rồi á, mình thấy bình thường á, thì người thiếu khí lực là sao, biểu hiện gì? Thiếu khí lực trầm trọng là mất thăng bằng, ngủ không được, bồn chồn khó chịu, làm cái kiểu gì cũng được, trì chú cũng không được, niệm Phật cũng không được, làm cái kiểu gì cũng không được. Lúc này quay lại niệm thầm khó cực kỳ, lúc này niệm thầm bởi vì không thường dưỡng và không quan trọng chỗ này, cho nên bắt đầu rớt vô hỗn loạn. Mình giỏi mình khỏe đi, 5 năm 10 năm đi, coi chừng 50 tuổi mới thấy cái tuổi ông già. Bữa nay mới thấy cái tuổi ông già. Đó, từ 20 tuổi bắt đầu đi giảm, thỉnh thoảng thiếu khí. Thiếu khí lúc trước mà chúng tôi năm 2014-15, khi mà thiếu một cái về nằm một tuần lễ, hai tuần chưa lại, đâu biết hít đâu, đâu biết trụ trong câu Phật hiệu trong tâm để dưỡng khí đâu. Nằm hai tuần bắt đầu nó mới trở lại. Rồi bắt đầu bên Mỹ về cũng thiếu khí, tưởng bệnh đi cùng hết trơn, khổ, lên bờ xuống ruộng, cầu chết không được, cầu sống không xong. Thiếu khí lực cái bệnh này. Hôm nay mới bắt đầu giảng nó tái phát trở lại. Trời ơi, tối hôm qua nó khó chịu. Nhìn lại trong văn sao, trời ơi, thiệt tình luôn. Suốt ngày cứ niệm ra tiếng, niệm thầm, làm tới nơi, trì chú, làm tới nơi luôn. Cuối cùng nó mất thăng bằng, lũi đầu này, lũi đầu nọ. Tưởng là lên giảng hôm qua không được, nói thầy tánh với thầy tệ qua, coi như quá khó chịu. Lục ra thấy ngày kêu niệm Phật thầm dưỡng hơi, đề khởi trong tâm cái dưỡng liền trở lại ngay tức khắc. Trời ơi, sao thần diệu quá vậy. Đối với mình quá thần diệu, cứu mình trong lúc này. Những người khác, ôi thần diệu gì, tôi đang suy nghĩ cái chuyện làm của tôi mà niệm làm gì. Chết. Thời gian là tổn khí. Hồi trước cũng niệm mà niệm chút thả, không để toàn tâm vô, không thấy quan trọng thì coi như thua. Hôm nay đủ hết trơn luôn à, không thiếu cái gì trong này. Phương pháp tu trì lấy hiếu làm gốc, rồi gì nữa, phải đoạn trừ được tâm ái dục. Mà cái chỗ này quan trọng, nhiều lúc niệm trong tâm liên tục nó nhè nhẹt quá, đề khởi thầm vài câu cho nó có cái mồi nó trở lại. Đối với chúng tôi chậm chắc số nhớ chưa được, thôi niệm câu Phật hiệu không trơn. Chừng nào có định lực, sức mạnh có, nhớ số, còn không niệm trơn. Đỡ hơn là mình không niệm, đỡ hơn là nhớ số mà nó quên. Niệm trơn. Cô Long với đó, cô nói con 5 năm nay rồi con ngủ căng tiếng, ngồi ghế chút con xuống, con vẫn khỏe, con làm gấp 3, gấp 4 là người khác. Mấy thầy nói suốt đêm chỉ một tiếng đồng hồ, bà tập quen rồi mình nhảy vô là mình chết. Bà tập quen rồi, con nói con nghe lại câu Phật hiệu, con niệm rất thoải mái. Hỏi bà hít thở giống kia, không hít thở gì nhiều, niệm mới đủ, vô công phu. Người ta đủ rồi hít gì nữa. Hả? Đủ hả? Như chúng tôi nè, thiếu nè, mỗi lần giảng này về nó khó chịu, nó nhói rồi, nó thiếu, nó khô miệng đồ, cứ hít vô hoài, quên câu Phật hiệu rồi tổn khí nữa. Hít mà không biết cách cứ giữ cái câu Phật, không giữ câu Phật hiệu mà hít hoài cũng tổn khí luôn. Tâm lực tổn tâm lực, trao đảo liền. Khó vô cùng cái chuyện này, hết sức thận trọng phải giữ bộ văn sao cho chắc thì mới yên được, chứ không thôi còn nhiều cái chuyện nó trở ngại với cái gì đó. Hôm nay thực sự chúng tôi nói không phải khoe khoang là ta đây là giỏi, thực sự là dở quá trời dở luôn. Vì sao dở vậy? Niệm Phật không vô công phu nổi, tổn khí rồi, tác tâm rồi, do mình suy nghĩ đủ thứ hết trơn. Đó, bao nhiêu chuyện ở trên này, mỗi khi buổi lễ quý vị có cái ghế ngồi, quý vị tưởng là đơn giản không? Xếp ra rồi nấu ăn rồi chai tăng sao, cái đầu này coi như nó rối vô một cái gì bập bông. Mà nếu mà tâm lực không có, khí lực không có nữa thì gì? Chịu không nổi với bao con người này. Như vậy mình có phải bỏ lợi tham không? Vẫn tổ chức cho họ tu đàng hoàng, nhưng mà phải lợi mình à. Cho tổn hại mình không có công phu là coi chừng mình tiêu á. Rồi họ say suy nghĩ sằng bậy, họ nói mình tu lạc vô đường ma đường tà, rồi cuối cùng cái là mình trở ngại, là mình mất niềm tin với họ. Bao nhiêu công sức mình bỏ hết, nguy hiểm vô cùng, chứ không phải đơn giản cái chuyện này đâu. Nay chúng tôi nói để cho quý vị hết sức thận trọng, đừng có kêu hướng dẫn người ta tu là mình được đâu ngang. Mình phải tu làm sao cho có kết quả đó. Lợi người mà tổn mình thì coi như thất bại rồi. Lúc trước chúng tôi cũng thầm tao có Phật hiệu thì nó yên, nhưng mà không đề khởi quan trọng chuyện này, cho nên thành ra khi nó mất câu Phật hiệu trong tâm là chơi giới. Hôm qua chúng tôi nói cô Phật tử, chúng tôi nhắn tin nói câu Phật hiệu này giống như máu, giống như hơi thở. Nếu người nào thường niệm nó quen rồi đó
thì khi mà thấy nó vắng, khi mà nó giảm xuống rồi một cái giống như là hết hơi thở, hết máu, người này sẽ chết, chết trong điên loạn. Còn ngoài đời họ họ làm ba cái chuyện gọi rằng là làm ăn, họ chạy theo đó, họ khổ biết bao nhiêu mà họ nghĩ họ vui trong đó thôi, thực ra vẫn khổ trong vui đó, vẫn khổ trong vọng tưởng mà họ thấy bình thường. Chứ mà đề khởi câu Phật hiệu liên tục cho nó thành khó trong đó, rồi khi nó mất rồi mới thấy cái khổ của nó đó. Quý vị coi kỹ lại coi, theo vọng tưởng, theo công việc, không có niệm Phật nó khổ, quý vị biết cỡ nào không? Lấy khổ làm vui, có một chút xíu danh lợi, có một chút xíu ta đây, có một chút xíu làm giảng sư, rồi chết chìm trong đó luôn, câu Phật hiểu mất là tan xương mất mạng luôn. Lẽ dĩ nhiên những người tu pháp môn khác chúng tôi không nói, mà tu pháp môn niệm Phật làm sao phải giữ được câu Phật hiệu? Là niệm thầm, niệm thầm bắt đầu nó dễ quên vô cùng, nó nhạt nhè, nó chả có một thú vị gì. Nhớ số nhớ còn không nổi, cô Lâm cô nói con nhớ số còn quên Phật hiệu, thôi con thả số đi, râu gầy nó. Như vậy mình có thể nhớ số không? Lễ Phật phải nhớ số, kinh hành nhớ số, nhiều lúc mình nhớ không nổi, thả luôn số, nhớ câu Phật hiệu. Hai cái, làm không được hai cái, phải là một cái. Người ta đủ khí lực, người ta đủ cái trí, cái định lực họ có, họ nhớ số tốt. Ấn Tổ nói có những lúc tôi nhớ số, những lúc tôi niệm thẳng. Như vậy không phải mình đêm nay mình đời sướng cái nhớ số rồi mình bỏ. Phải nhớ số, trong lúc kinh hành nhớ số là tuyệt. Trong lúc lễ Phật hai thời nhớ số là tuyệt. Phải nhớ số, còn đi bình thường niệm trơn từng chữ từng câu. Lâu ngày sức định rồi bắt đầu mới nhớ số. Đó là những người bình thường, mọi người ai cũng tu được. Chứ đừng có bắt họ phải nhớ số mới niệm Phật. Không nhớ số được, không niệm Phật là chết rồi. Mà niệm làm sao để dưỡng hơi trong tâm. Tiếng niệm Phật phải rõ ràng từ tâm khởi, thốt ra miệng khi công phu, khi niệm thầm. Nhưng trong tâm vẫn nghe, đừng thốt ra hoài hoài hoài, dầu là niệm thầm cũng tổn khí. Khi tổn khí rồi khổ đau cực kỳ khó chịu, mất thân bằng, không ngủ được, như điên loạn, hết sức thận trọng. Đó bà chị Cúc đang ngồi ở dưới này ở trước trì đại bi nghe. Hồi thường tiên hóa nói 1108 là sẽ được, 3 năm sẽ được, cứ ngồi. Tiên tượng nhà mọi người đại bi tâm nào là nên nam mô ra nó ra 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 nam mô. Hít thiệt ngắn bắt đầu tức ngực nhói khó chịu, bệnh bao nhiêu lâu khó chịu, tu 3 tháng nó bệnh, 1 tháng là nó bệnh nó khó chịu, kêu lên đây hít thở để trì thoải mái bữa nay hết. Cho nó bệnh này là ho ra máu chết luôn á. Ủa vì sao chị chú đại bi mà bị lại bị ho ra máu vậy, bị bệnh vậy? Là do gì? Tổn khí, không biết hít, hít vừa phải thôi. Hít nhiều quá dùng hết lực rồi cái tâm không còn lực để niệm Phật nữa, tụt lốt luôn. Coi chừng, đừng dùng lạm dụng hơi thở quá, thoải mái giữ niệm Phật thầm trong tâm, hơi thở có. Nhưng mà giữ hoài như lúc trước chúng tôi hay nói đó, thì tự nhiên sao nó cũng hơi thiếu. Thiếu thì bù vô vài hơi là đủ, không cần nhiều, không cần nhiều. Cần đó là tâm mất thăng bằng, cần đó là tâm điên loạn, cần đó là tâm vọng tưởng, xử lý nó bằng cách niệm câu Phật hiệu. Thường phải dè chừng nó mà niệm, chứ để nó tác ai, tác quái, nó làm chủ trong tâm thì niệm thôi, một mình mà chống lại quân giặc, coi chừng nó chém đầu. Đúng không? Thì hai cái lá thư này mới 10 rưỡi giờ, chúng tôi nói với 11 giờ, 2 tiếng đồng hồ, biết bao nhiêu khí lực nó ra. Về niệm câu Phật hiệu lại, nó siêu liền, thiệt tình, công phu quá kém, quá non. Cho nên chúng tôi nói vậy, Phật tử hết sức là quan hỷ cho chúng tôi về cái chuyện mà không phải ích kỷ, Phật tử về chùa không nghe giảng. Chúng tôi nói bao nhiêu đĩa rồi, văn sao là đủ hết rồi. Chịu mình chịu tu hay không thôi, chứ còn cái chuyện nói với nghe là nó thừa rồi. Chúng tôi nói thực sự, thừa. Thừa mà làm nó vô sự sanh sự, coi chừng trước ngại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời Sư Phụ chỉ dạy, con xin phép được tiếp tục đọc những lời khai thị của Đại sư Ấn Quang, cung kính dâng lên cúng dường chư tôn Thiện Đức Tăng Ni. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang trả lời cư sĩ Từ Thư Dung năm Dân Quốc 20 1931: nhận được thư ông, biết đạo tâm chưa lui sụp, chỉ hướng vận cao, khôn ngăn mừng rỡ an ủi, hãy nên biết học thánh học Phật đều lấy giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành làm gốc, lại còn phải giữ phận khiêm nhường, ẩn giấu tài năng,
noi theo cổ nhân tận tụy, dõi theo đường lối thực tiễn. Làm được như vậy thì học vấn lẫn phẩm hạnh đều vượt trội những kẻ tầm thường. Thông thường những kẻ thông minh đều kiêu căng, khoe khoang, phô tài, chua ngoa, khắc bạc, tâm hoàn toàn thiếu sự hàm dưỡng. Kẻ ấy nếu không suốt đời trắc trở, ắt sẽ chết yểu lúc tuổi trẻ. Ông đời trước nhiều may mắn vun bồi được thiện căn này, hãy nên dốc hết sức vun bồi ngõ hầu có thành tựu. Kẻ thông minh dễ phạm nhất chỉ có sắc dục, nên thường giữ tâm kiêng sợ, đừng để nảy sanh chút tà vọng nào. Nếu như ngẫu nhiên khởi lên ý niệm ấy, liền tưởng mỗi một cử động của chúng ta, thiên địa, quỷ thần, chư Phật, Bồ Tát, không vị nào chẳng biết hết, thấy hết. Trước mặt người khác còn chẳng dám làm quẩy, huống gì là đối trước chỗ Phật trời nghiêm túc cẩn mật, lại dám ôm giữ ý niệm tà vậy tệ hại và làm chuyện tà vậy tệ hại ư? Mạnh Tử nói: sự thục vi đại, sự thân vi đại, thủ thục vi đại, thủ thân vi đại. Nghĩa là thờ ai là chuyện lớn, thờ cha mẹ là chuyện lớn, giữ gì là chuyện lớn, giữ cái thân là chuyện lớn. Nếu không giữ được cái thân, dù có phụng dưỡng cha mẹ cũng chỉ là hình thức bề ngoài mà thôi, chứ thật ra là coi rẻ di thể nhận từ cha mẹ, đấy chính là bất hiếu lớn lắm. Do vậy, Tăng Tử lúc sắp mất mới nói: phóng tâm vô lự, tâm thảnh thơi không lo lắng. Kinh thi chép: chiến chiến cạnh cạnh, như lâm thâm uyên, như lý bạc băng, nhi kim nhi hậu, ngô tri miễn phù. Nghĩa là dè dặt đề phòng, như vào vực sâu, đi trên băng mỏng. Hiện thời mai sau ta biết tránh khỏi, chưa đến lúc ấy vẫn phải giữ lòng dè dặt. Tăng Tử còn như vậy, huống gì là lũ phàm tục tầm thường chúng ta ư? Nay gửi cho ông một bộ Lịch Sử Thống Kỷ, hai cuốn Thọ Khang Bảo Giám, ba cuốn Gia Ngôn Lục. Thống Kỷ thì ông tự giữ để biết cõi đời bình trị hay loạn lạc, biết gương nhân quả. Thường xem Thọ Khang Bảo Giám thì chẳng đến nỗi phạm tà dâm và thủ dâm vân vân, tự hại cuộc đời, tự hao phước thọ, chẳng bị tàn phế và chết chóc. Hãy nên tặng một cuốn sách này cho ông Lý Hồng Nghiệp. Còn Gia Ngôn Lục thì ông với ông Cổ, ông Lý mỗi người một cuốn. Y theo đó tu trì thì pháp thế gian lẫn pháp xuất thế gian đều biết được cương lãnh trọng yếu. Cổ Vệ Sanh Lý Hồng Nghiệp đã muốn quy y thì nay đặt pháp danh cho Vệ Sanh là Huệ Sanh, nghĩa là dùng trí huệ cầu sanh Tây Phương, vĩnh viễn chứng đạo bất sanh bất diệt, để tự bảo vệ mình, bảo vệ người, cùng được bất tử. Đặt pháp danh cho Hồng Nghiệp là Huệ Nghiệp, nghĩa là dùng trí huệ để đoạn trừ ác nghiệp thế gian, tu trì tịnh nghiệp vãng sanh Tây Phương. Sự nghiệp như thế mới là Hồng Nghiệp, sự nghiệp vĩ đại. Tu thân lập nghiệp cho đến thành thánh thành hiền trong thế gian. Nếu đem so với sự nghiệp vãng sanh Tây Phương, liệu sanh thoát tử thì nhỏ bé vô cùng. Xin hãy đem đoạn thư này chép lại cho hai người ấy đọc, hoặc đem cả lá thư chép lại cho họ xem. Dẫu họ đã đến tuổi hoa giáp 60 cũng được lợi ích, huống chi họ là hàng hậu sinh vừa mới qua tuổi đôi mươi. Thư trả lời cư sĩ Thang Hội Chấn năm Dân Quốc 20, 1931. Người đang độ thiếu niên nếu chẳng gặp được thầy lành bạn tốt, ngày ngày qua lại với lũ bạn nhậu nhẹt tà bậy, sẽ nguy hiểm muôn phần. Nặng thì không bao lâu sẽ chết, nhẹ thì cũng thành yếu ớt hoặc thành tàn phế. Xét đến nguyên do, đều là do chúng cứ nghĩ tìm hoa hỏi liễu là vui, chẳng biết là chuyện thảm khốc, hoặc giống như giết người, hoặc giống như giết hại con cháu đời đời. Những kẻ ham ăn chơi thường mắc bệnh phong tình, con cái sanh ra lúc nhỏ còn chưa thấy gì, đến khi 12, 13 tuổi tới lúc dậy thì sẽ thấy rõ.
con lại truyền cho con, cháu truyền cho cháu, chẳng đáng buồn ư, chẳng đáng đau đớn ư. Cha ông là Châu Tử Quyền, bản thân bất tội, sợ rằng cũng là do tham sắc mà ra, chớ nên tham tà sắc. Dẫu vợ chồng sống với nhau cũng chớ nên tham đắm, hễ tham thì sẽ bị mất mạng hay sanh bệnh. Người ấy đã phát tâm muốn quy y, hãy nên chỉ thành niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Hết thảy tạp niệm trong tâm nhắc lọt chẳng cho khởi lên, sửa lỗi hướng thiện và kiên giết ăn chay, cần phải vĩnh viễn dứt bỏ chuyện ăn nằm, nếu chưa phải là khi bệnh tình đã bình phục. Hơn một năm muôn vàng chẳng được gần gũi phụ nữ, nếu không muôn phần khó lành bệnh được. Lại nên dạy vợ con ông ta cũng nên niệm Phật và niệm Quán Âm cho ông ta, nếu thật sự chí thành sẽ mau được lành bệnh. Nay đặt pháp danh cho ông ta là Huệ Thoát, nghĩa là dùng trí huệ để thoát trừ những tập khí xấu trước kia. Lại do niệm Phật cầu sanh Tây Phương, vĩnh viễn thoát khỏi nỗi khổ sanh tử luân hồi, thường hưởng sự vui chân thường vô lậu, thì do cơn bệnh ngặt này mà được lợi ích lớn lao. Vợ con người ấy cũng nhờ đây mà cùng được thoát khổ hưởng vui, may mắn lắm thay. Ông ta đã không thể cử động được thì suốt ngày dùng tâm chí thành niệm Phật, hoặc niệm lớn tiếng, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm trong tâm đều được. Niệm ra tiếng thì có thể niệm 6 chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá sẽ khó niệm, nên niệm 4 chữ. Bất luận niệm lớn tiếng hay nhỏ tiếng, đều phải trong tâm niệm cho rõ ràng rành rẽ, miệng niệm cho rõ ràng rành rẽ, tai nghe cho rõ ràng rành rẽ. Tuy chẳng thể lễ bái, trong tâm thường phải giữ lòng cung kính như đối trước Phật, như té vào lửa nước cầu xin cứu giúp, trọn chẳng dám khởi một tâm niệm không chánh đáng. Từ sáng đến tối, ngủ thì để mặc đó, thức dậy lại niệm tiếp, lấy niệm Phật làm bổn mạng nguyên thần của chính mình, thì sẽ có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, có thể hy vọng lành bệnh yên thân. Lành bệnh rồi vẫn chẳng được buông bỏ, cứ tiếp tục niệm Phật, ngõ hầu siêu phàm nhập thánh, liệu sanh thoát tử, vạn sanh Tây Phương. Hiện thời là tình thế hoạn nạn, nếu chịu chí thành niệm Phật liền có thể gặp dữ hóa lành. Hàng nữ nhân trong nhà nếu chịu niệm Phật chắc chắn chẳng mắc họa sanh khó. Dẫu là người lúc bình thường chẳng niệm Phật, đến khi sanh nở sanh không được, chịu chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ tức khắc an nhiên sanh nở. Chớ nên nói lõa lồ bất tịnh niệm sẽ mắc tội. Trong lúc bình thường thì cần phải cung kính sạch sẽ, nếu mũ áo không tề chỉnh, thân thể chẳng sạch sẽ, hoặc đang tắm rửa tiêu tiểu, và khi ngủ nghỉ đều nên niệm thầm trong tâm, chớ nên niệm ra tiếng. Chỉ khi sanh nở nên niệm ra tiếng, đừng nên niệm thầm. Những người săn sóc chung quanh cũng niệm giúp cho người ấy, thì đôi bên đều có công đức lợi ích. Nên đưa thư này cho ông ta xem, và làm cho hết thảy mọi người đều biết thì mới có lợi ích cho ông ta được. Tổ sư Ấn Quang khai thị, khi con đã hiểu chuyện đời, con người một đời thành hay bại đều là do lúc niên thiếu nhiều phen tài bồi mà ra. Người đã thành đồng phải biết tốt xấu, trọn chẳng được học đòi những thói thời thượng. Hãy nên học hiếu, học để, học trung hậu, thành thật. Trong lúc tuổi trẻ này, tinh lực cường tráng nên nỗ lực đọc sách. Phàm đọc qua những sách gì nên nghĩ đến những điều sách đã nói, phải hành theo điều đó, chẳng phải là đọc xong rồi thôi. Những điều sách nói nếu chẳng dễ lãnh hội thì âm chắc văn, cảm ứng thiên văn văn đều là nói thẳng, hãy khéo lãnh hội. Hãy nên thường đọc, thường ngẫm nghĩ, sửa lỗi, hướng thiện. Trong lúc rảnh nên niệm A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ-Tát để mong tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ. Chớ cho như vậy là nhọc nhằn. Cổ ngữ nói, trẻ khỏe không nỗ lực
già lớn luôn buồn thương. Lúc này nếu để lỡ làm Quan Âm, sau này dù có nỗ lực cũng khó thành tựu. Bởi thời giờ đã qua, sức nhớ đã kém, học phải dùng sức nhiều nhưng hiệu quả ít ỏi. Thứ nhất phải làm một người tốt, thấy người hiền mong được bằng, thấy người không hiền trong lòng tự cảnh tỉnh. Thứ hai là phải biết nhân quả báo ứng, nhất cử nhất động chớ mặc tình phóng ý. Cần phải nghĩ việc này có ích lợi gì cho mình, cho người thân và cho mọi người hay không. Chẳng những làm việc như thế mà ngay cả suy nghĩ động niệm cũng nên như thế. Khởi tâm tốt sẽ cất công đức, khởi tâm xấu sẽ mắc tội lỗi. Phải nghĩ mong được quả báo tốt, phải giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm chuyện tốt, có lợi cho người và vật, vô hại cho mình người mới nên. Nếu không thể như vậy, hả có báo tốt gì để mà mong? Ví như đem hình tượng xấu đặt trước gương sáng, quyết định chẳng thể có hình ảnh đẹp đẽ xuất hiện. Hình bóng hiện ra trọn chẳng khác gì hình tượng xấu xí ấy. Nếu ngươi hiểu sâu xa nghĩa này, tương lai ắt thành một bậc chánh nhân quân tử, khiến cho hết thảy mọi người đều tôn trọng ái mộ. Mong hãy suy nghĩ cẩn thận, xét nghĩ kỹ, càng thì may mắn lắm thay. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên. Năm điều quan trọng mà người niệm Phật nên làm. Một, thư trả lời Đại sư Ứng Thoát. Thư thứ hai, trích Tam Biên quyển 1. Điều 1, hãy nên tìm một nơi chân thật tu đạo, giữ tâm khiêm hạ, chết sạch những vọng động, tu trì tịnh nghiệp, so ra có ít hơn hàng ngày du hành bôn ba dọc nhằn. Kệ đề trên vách quan phòng chùa Bảo Quốc ở Tô Châu, năm Dân Quốc 24 1935. Sống uổng 70 năm, tháng ngày chẳng còn mấy, như tù dẫn ra chợ, mỗi bước gần cái chết, tà tuyệt hết thảy sự để chuyên tu tịnh độ. Nếu hiểu lòng ngu thành mới là chân liên hữu. Đề từ kỷ niệm chuyện Pháp Sư Trần Không sáng lập Liên Xã, trích Tam Biên quyển 3 quyển 4. Thật thà niệm Phật để kỷ niệm chuyện Pháp Sư Trần Không từ đất Tô đến đất Kiềm Quỷ Châu sáng lập Liên Xã, xin khích lệ những người cùng chỉ hướng bằng mấy lời như sau. Xót thương chúng sanh trong cõi đời, căn độn nghiệp nặng, chỉ có niệm Phật thì mới chắc chắn mong thoát được sanh tử. Hãy nên quán tưởng như tù nhân bị dắt ra chợ để hành hình, mỗi bước càng gần với cái chết hơn. Phàm những vị có cùng chỉ hướng niệm Phật với tôi, ắt đều phải niệm niệm trừ sạch các duyên, quyết muốn giữ lòng tin chân thật, nguyện thiết tha. Hãy nên tu chánh hạnh niệm Phật, dùng tín nguyện dẫn đường, lấy niệm Phật làm chánh hạnh. Ba pháp tín nguyện hạnh chính là tông yếu của pháp môn niệm Phật. Do bốn chữ hồng danh chẳng rời niệm, tiếng niệm Phật chẳng ngừng, tâm và Phật tự nhiên khế hợp, tam muội sẽ tự thành. Điều hai, nghĩ không còn sống lâu trong thế gian, cái chết có thể đến trong sớm tối, nào có dám xen vô chuyện người khác. Số 13, thư trả lời Đại sư Ứng Thoát. Thư thứ tư, trích Tam Biên quyển 1 và 2. Điều ba, người tu tịnh nghiệp cần phải nghiêm trì tịnh giới, sanh lòng tin chân thật, phát nguyện thiết tha, chí thành cung kính, trì danh hiệu Phật. Bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm, đều phải nhiếp tai lắng nghe. Thường nghe thấy tiếng niệm Phật, tâm sẽ tự quy nhất. Cách này ổn thỏa, thích đáng nhất. Bất luận thượng trung hạ căn, đều được lợi ích, trọn không lo bị bệnh. Thư trả lời Sư Minh Tâm, trích Tam Biên, quyển 1, 2. Đừng nên mù quáng dấy lên vọng tưởng, mong đắc thần thông, đắc duyên pháp, được tiếng tâm, mong xây chùa, dựng miếu. Nếu có những thứ ý niệm ấy lâu ngày, chày tháng ắt sẽ bị ma dừa. Nếu chẳng nói toạc những điều này với ông, sợ rằng ông sẽ tưởng những ý niệm ấy là tốt. Vọng tưởng ngày ngày tăng trưởng, chắc chắn sẽ bị ma dừa không còn ngờ chi. Điều 4, dẫu cho tâm đã tịnh, vọng bị khuất phục, cũng chớ nên sanh lòng hoan hỷ tự khoe khoang với người khác.
Có một phần bèn nói tới 10 phần, đấy cũng là cái gốc để bị ma dừa. Phàm có ai đến thăm đều khuyên người ấy niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Điều năm, gặp bất cứ ai đều khuyên họ niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Lá thư số 1, Đại sư tự thuật trích trong Văn Sao Tam Biên. Từ khi đến Linh Nham, bất cứ danh lam thắng cảnh nào, tôi cũng đều chẳng tới xem, bởi chí chỉ mong vãng sanh, chẳng bận tâm đến danh lam thắng cảnh. Mỗi ngày lượng theo sức mình niệm Phật và trì chú Đại Bi, để làm căn cứ tự lợi lợi tha. Suốt đời chẳng thâu nhận một đệ tử xuất gia nào, chẳng nhận làm trụ trì chùa nào cả. Thư trả lời cư sĩ Khuất Văn Lục, thư thứ 2 trích Văn Sao Tam Biên. Lại thấy nhiều người thâu nhận đồ đệ cho nhiều, đều chẳng phải hạng người tu hành thật sự, do vậy phát nguyện chẳng thâu nhận đồ đệ. Do thấy sự hèn hạ của tăng nhân hướng về người khác hóa duyên, nên chẳng nguyện làm trụ trì, làm pháp hội. Nay đã già rồi, vẫn chưa đến nỗi phụ bạc cái tâm thuở ban đầu, cam lòng giữ bổn phận kiếm cơm. Ngõ hầu những bạn bè đã sanh về Tây Phương từ trên đài sen, chẳng chê cười tôi. Thư trả lời cư sĩ Hứa Hoán Văn, thư thứ 2 trích trong Văn Sao Tam Biên. Khoản tiền cứu trợ đã giao cho nơi Lạc Nguyên tại Thượng Hải, nay tôi đem biên nhận gửi lại. Quan già rồi sẽ chết trong sáng tối, nào còn có tinh thần để lo chuyện lớn ấy. Nhưng từ năm Dân Quốc thứ 7 1918 đến nay, quan lưu thông các kinh sách đều vì nhiệm vụ cấp bách ngăn ngừa để dứt tai họa, chỉ không theo đuổi công việc thành lập đội Lạc Quyên cứu trợ mà thôi. Lời ông nói chỉ là biết một phía chứ chẳng biết tới hai. Quan từ khi xuất gia đến nay phát nguyện chẳng trụ trì chùa miếu, chẳng thế độ đồ đệ, chẳng dự vào các hội đoàn. Từ năm Dân Quốc thứ 7 đến nay, các đoàn thể từ thiện các nơi đem sổ vàng gửi tới cho quan, từ 1 hoặc 10 cho đến mấy chục quyển, tôi đều để nguyên những cuốn sổ ấy, đem gửi trả lại bằng thư bảo đảm, rồi tùy theo sức mình mà bỏ ra bao nhiêu đó, chẳng viết khoản tiền ấy vào sổ, để khỏi làm cho cuốn sổ ấy không sử dụng được nữa. Mỗi năm đều quyên tặng cả ngàn đồng trở lên, nếu lại đề xướng quyên mộ sẽ chẳng thể nào không mệt nhọc đến chết. Quan không có chùa miếu, không đồ đệ, tất cả những khoản tiền được biếu tặng hễ có liền sử dụng ngay, trọn chẳng hướng về người khác mở miệng hóa duyên. Bởi lẽ tăng sĩ thường hay hóa duyên, quan chẳng muốn giống như họ, dẫu chê quan thiếu từ bi, quan cũng chẳng đếm xỉa tới. Cốt sao khỏi bị kẻ vô tri nói quan mượn cớ này để cầu lời. Thư trả lời Đại sư Minh Tánh, trích Văn Sao Tam Biên quyển 1. Quan sau khi xuất gia phát nguyện chẳng thâu nhận đồ chúng, chẳng làm trụ trì, chẳng làm giảng sư, cũng chẳng tiếp nhận pháp của người khác. Vào thời Đường Tống vẫn còn có pháp truyền tâm ấn của Phật, chữ này chỉ còn dòng phái các đời truyền thừa mà thôi, gọi là pháp cũng đáng tội nghiệp quá, Tịnh Tông trọn chẳng có chuyện ấy. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, còn 15 phút nữa chúng tôi cô động lại cái buổi giảng hôm nay, nhắc một số những cái điều tinh yếu quan trọng cho để quý vị nghe 2 tiếng nó quên hết. Thứ nhất là cái việc mà hôm trước chúng tôi có phổ biến cái hơi thở đó. Thực sự chúng tôi quá tổn khí. Tổn khí nghĩa là mất thăng bằng, khó chịu, hít vô thấy nó khỏe. Đúng, đúng sự thật như vậy. Có những lúc lễ Phật đồ mình hít vô nó khỏe, nhưng mà dùng nó quá đi nữa, cứ tập trung hơi thở, rồi từ từ bắt đầu câu Phật hiệu nhạt nhòe lần lần, hơi thở thì mạnh, cái mạnh không đáng cho nó mạnh quá. Cái lực, cái sức mình thực sự niệm được câu Phật hiệu thì mình niệm thôi. Nó không thiếu thì thôi, chứ đừng có bù quá cho nó có trở ngại. Dùng hơi thở không khéo bệnh, như hồi nãy chúng tôi nói cô Lợi, cô không ngủ được mà cô giật giật giật, đó là bệnh. Ngồi dậy nhiếp tâm câu Phật hiệu hết ngay, trời ơi, đúng thiệt Văn Sao cứu bà Lợi. Thôi sáng nay đưa hậu niệm bà chết mất tôi mạng bà đó. Cái người mà lúc lâm chung hơi thở không giữ được nữa,
hốt hoảng thở lên tâm tán loạn phần nhiều. Có ai lúc đó niệm Phật được không? Người họ niệm Phật ra đi, khí lực họ phải đầy đủ. Hôm bữa chúng tôi nói phòng hộ niệm phải thường để cho họ ngồi dậy và nghe tiếng Phật hiệu, nằm miết thiếu khí lực, cứ nghe cái tâm nó chạy ra ngoài rồi khô môi khô miệng, tán loạn lên. Cái chỗ này quan trọng, cực kỳ là quan trọng đối với chúng tôi cái buổi hôm nay để cho mọi người tu tịnh độ. Cái gì không quan trọng, mình cho nó vừa đủ là hơi thở, vừa đủ là được. Nó thiếu mình bù vô, thiếu là lúc nào nó hơi chóng váng, nó hơi khó chịu. Mà đang niệm Phật đó mà thấy nó hơi khó chịu là biết thiếu hơi thở, bồi nó vô một chút xong. Lễ thập niệm cho nó một chút, được. Ép nó quá, rồi bây giờ mình ngồi nghe Pháp không buồn ngủ, thì thôi cứ để nghe chứ làm gì mà làm cho nó quá trong đó vậy. Không nên. Mấy thầy hít không quen, mấy thầy chúng tôi nói cũng đâu có hít được đâu. Phải hít vô, thấy hơi thở nó vô dưới ngực, nó xuống cái bụng dưới, nó phình ra vài hơi nhẹ nhàng, dễ chịu, được. Phải dùng nó, hơi thở rất quan trọng, phải dùng nó, mà dùng quá là bệnh. Nhưng câu Phật hiệu niệm trong tâm vô hại, vô hại. Hay, hay, thượng căn trung căn cỡ nào giữ từng chữ rõ ràng. Còn cái việc nhớ số thì dĩ nhiên là Ngài nói nếu không chí thành không khẩn, nếu chí thành khẩn thiết niệm mà không trừ được mới dùng cái cách nhớ số. Còn đã là vọng khúc được rồi, chí thành và đang niệm yên thì giữ nó như vậy. Giữ nó yên từng câu Phật hiệu, tức là đừng phải chấp vào một cách gì cố định. Hồi nãy Ngài nói cứ giữ phải là nhớ số, không nhớ được số là không niệm, không được. Cái chỗ này phải quyền biến hết sức thận trọng. Thì tánh không kêu, còn ép nó phải là nhớ số thì thầy đủ khả năng thầy làm được, đúng không? Thầy đủ khả năng, nhưng mà ép một thời thôi, đến lúc nào đó ép không nổi nữa, ép không nổi nữa thì sao? Niệm bình thường, niệm lớn tiếng, niệm thầm, niệm trong tâm, dưỡng hơi là chủ lực. Nhớ số tốt, không nhớ số niệm trơn thổ má cực kỳ, nhưng phải nghe cho rõ, trị được cái vọng tưởng là quan trọng. Mấy thầy nhiều lúc mấy thầy đọc vô, mấy thầy tưởng, mấy thầy hiểu, mấy thầy làm được, có chướng ngại. Mỗi người mỗi cái nghiệp chướng nó khác nhau. Ví dụ thầy tánh không hít thở, không thấy bình thường, vô hại. Nhưng mà bà Lợi bà hít có chuyện. Cái pháp này cho người ta chỉ là quan trọng thì có hại đấy, bệnh đấy. Còn niệm Phật là vô hại, sợ họ niệm không được thôi. Còn không niệm Phật nữa thì thôi hại khỏi nói rồi. Vọng tưởng điên đảo, ai mà kêu rằng là không niệm Phật mà được thanh tịnh tuyệt đối, đang sống trong thể tánh thanh tịnh không? Có, các vị thiền sư, các vị Bồ Tát tái lai, tâm họ định nhiều đời nhiều kiếp. Còn tâm mình là điên loạn, để nó nghĩ một ngày biết bao nhiêu vọng tưởng không? Nghĩ riết tâm yếu nhớ, không còn một sức sống. Rồi ở trong nhà chịu không nổi phải chạy đi ra bên ngoài để gì, để cho nó thay, nó thoải mái với cái vọng tưởng đó. Nó mạnh đến mức độ nó nghĩ cái là đi liền, xuống biển tắm đi xuống biển liền, ra chợ cái đi chợ liền, đi vô shopping nó đi liền. Nó mạnh cực kỳ, nó là chủ đạo rồi, nó là chủ đạo rồi, nó là chủ lực rồi, không cản nó được. Thì đừng có nghĩ đó nữa, chuyển sang nghĩ Phật thử coi nó làm sao khác liền. Mà nghĩ ào niệm ào thì con người này không bền, giỏi lắm một năm hai năm cũng tụt luôn, càng niệm càng bệnh. Đó là cái việc thứ hai. Cái việc thứ ba, mỗi buổi sáng phóng sanh thì trước khi phóng sanh ăn cơm xong thì thầy tánh có đọc văn sao mỗi ngày một lá hai lá thôi. Mưa dầm thấm lâu, mọi người bất cứ ở đâu trên thế giới đúng 6:30 sáng là bật lên thấy văn sao phát trực tiếp trên trang web, ngồi nghe vài lá thôi, có mình trọng á. Hay cực kỳ mỗi buổi sáng, có cái ông đó ông áp dụng mỗi ngày ông đọc văn sao cho gia đình ông nghe, đến già cả gia đình biết hộ niệm văn sao đủ hết luôn, hộ niệm cho ông đi. Ông nói nhờ ông đọc văn sao, ông gửi thư đến ông cảm tạ ấn tổ. Cái pháp của Ngài ít mưa dầm thấm lâu, mỗi ngày đọc không còn nói gì nhiều. Hôm bữa giờ giảng quá trời rồi, đúng không? Rồi 8:30 bật lên phóng sanh, đem bao nhiêu công đức này hồi hướng nuôi dưỡng như vậy 10 năm có thọ dụng. Bọn phàm phu chúng ta phải 10 năm phóng sanh, phải suốt đời. Chúng tôi khỏe re khỏi phải nói, chúng tôi giống như quý vị, đâu có căng thẳng lo gì đâu. Phải như vậy mới vô công phu được. Còn không thì gì, hại mình lợi người cũng không được. Thấy không? Đừng hại mình và đừng hại người. Đó, thầy mình mới đọc, mới là được chứ. Sao mà làm lợi ích cho chúng sanh, và bao nhiêu cái sức chịu đựng của mình, cái đầu của mình nó chịu không nổi, mất công phu, rồi để tự hại mình vậy. Phải có dạy không? Quá dạy. Còn cái chuyện mà lợi ích chúng sanh thiếu gì kiểu. Một người về đây niệm Phật thôi, họ giữ được câu Phật hiệu trong tâm, họ dưỡng khí, dưỡng thần, dưỡng hơi, họ công phu tốt 10 năm họ giảng sanh, thì chỉ một người này thôi là công đức mình bất khả tư nghi rồi, cầm chi cho nhiều. Về cả đống đông rồi bắt đầu sanh chuyện lên. Chúng tôi khuyên quý vị bây giờ ở tại nhà, công phu tại nhà. Tại nhà mình là đạo tràng, phóng sanh đã truyền trực tiếp vô nhà. Mọi người nên ở tại nhà. Họ lạm dụng ở bên ngoài, nói lạm dụng bị quá đáng, chứ mình có nhu cầu họ xây nhà bán quá trời mắc luôn.
có những người bán mắc thôi, có những người bán cũng rẻ. Lợi dụng Phật Pháp, dĩ nhiên được mua thuận bán, thuận mua vừa bán được, chúng tôi không có chỉ trách gì cả. Nhưng mà đừng có lợi dụng. Và Phật tử về đây quá trời đông, Ngài nói hàng ngày cứ thăng tò kéo cho đông người về đi, có chuyện, chuyện gì vậy? Đệ tử của họ ở đâu tỉnh khác về đây khen mình, coi chừng có chuyện. Nhiều người quá họ sẽ có cái chuyện. Bọn phàm phu chưa dứt trừ được tham sân si, mà đã dứt trừ được tham sân si mạng nghi là chứng A-la-hán. Họ chưa còn, họ vẫn còn đó là tư hoặc, thì coi chừng, bất luận là tu sĩ hay cư sĩ, bản thân mọi người tu sĩ đã biết còn tham sân si nhờ họ phục được nó, tốt. Còn không phục được nó thì coi chừng người bên cạnh có chuyện với họ. Cho nên hôm nay chúng tôi thực sự tài năng chả có gì, làm được 20 năm nay cái thất bằng tôn thôi, ở đó niệm Phật, ở khu chuyên tu được cái cảnh, cái duyên Phật tử cúng dường làm tương đối khang trang một chút. Bây giờ phải tự nhủ sống uổng 49 năm, tháng ngày chẳng còn mấy, như tù dắt ra chợ, mỗi bước lầm cái chết, tạ tiệc hết thảy sự để chuyên tu tịnh nghiệp. Nếu hiểu lòng ngu thành của mạng nhân giác nhàn mới là chân liên hữu. Thấm cái bài kệ này vô, tìm một cái chỗ chuyên tu ổn, vừa có đại chúng, hàng ngày ra niệm Phật với đại chúng, hết ba thời công phu, sáng thời kinh Di Đà, chiều đại bi lễ Quan Âm, y như trên này không có gì khác. Tối mình làm thời nữa, hàng ngày nhớ câu Phật hiệu, buông vạn duyên, đem cái tâm chẳng nhiễm mỹ trần niệm câu Phật hiệu, người này có thành tựu. Còn xây chùa dựng mới miếu mà muốn cho đắc pháp duyên, muốn độ chúng sanh nhiều, coi chừng. Nếu là Bồ Tát thì được, còn phàm phu như giác nhàn là đọa như chơi. Hàng ngày hưởng dùng của tam bảo mà không có liễu sanh thất tử vãng sanh thì đời sau phải mọc sừng mọc nanh ra làm bò trâu cày cho họ chứ, đúng không? Cái chuyện này là quý vị cứ để ý sâu đi, rồi có nhiều người là như vậy, hàng ngày họ sống như lục bình trôi, kệ tới đâu tới, niệm Phật làm gì, tâm yên rồi, yên không? Yên là phải dứt trực được kiến hoặc tư hoặc kia mới gọi là A-la-hán, nó mới yên. Yên cho tự phần mình thôi, mà phải đoạn luôn trần sa vô minh hoặc nữa, bắt đầu thăng tiến lên Bồ Tát quả vị Phật nó mới yên. Bọn phàm phu mình không có yên đâu, đừng có dại, phải niệm câu Phật hiệu đi. Chúng tôi kinh nghiệm hơn 30 năm rồi, ngay thấy bộ văn sao là thấy ngài nói quá đúng, chúng tôi đâu nói, chúng tôi đâu có nói chủ quan đâu, thực sự đây là đúng. Quý vị cứ để cái tâm nó rong chơi đi nha, nó ôm ấp cái tâm ái dục, cái tâm sân hận, cái tâm bực tức trong đó mà không ôm ấp câu Phật hiệu thì quý vị có chuyện với nó đọa cho quý vị phải biết. Gần chết rồi nó mới hải hùng, mất hơi thở rồi mới thấy nó hải hùng. Hàng ngày ôm ấp chuyện đó chứ đâu ôm ấp câu Phật hiệu. Đó là việc thứ hai. Thì việc thứ ba là phóng sanh đó. Và cái việc hôm nay Phật tử không ngạc nhiên, vẫn về chùa tu bình thường. Nhà thì coi nhà trọ hoặc chỗ nào đó mình ở, chứ trong này thì bây giờ không có thể xây dựng được rồi, dứt điểm rồi. Cứ ở như vậy yên ổn đó, mà người nào giảng sanh trước thì đi về trước. Nhớ trước khi đi báo cho chúng tôi tiếp. Cho nên Tổ sư Ấn Quang ngài nói gì? Khổng Tử thấy vua Nghiêu trong canh, thấy vua Thuấn trong tường, lòng tôn kính cùng cực, cho nên ăn nhìn bát canh thấy có vua Nghiêu trong đó, nhìn vách tường có vua Thuấn, do lòng cảm của Khổng Tử quá cao độ cho nên thấy Nghiêu Thuấn. Chúng sanh do lòng cảm niệm Phật, không mong thấy Phật, nhưng có Phật hiệu thường giữ, tai nghe rõ ràng không mong thấy Phật, nhưng lòng tôn kính như con nhớ mẹ, Phật hiện trong bát canh, Phật hiện trong tường, và không muốn hiện cũng hiện. Được không? Được. Vua Khổng Tử làm được, mình làm được chứ. Vua Nghiêu, vua Thuấn đó là một vị thánh nhân mà còn hiện ra được, huống hồ chỉ Phật là Phật mà không hiện ra được. Không mong hiện, không mong hiện. Mong hiện là có chuyện á, vọng động mà mong hiện là có chuyện, ma nó giả đó. Chỗ này là cái chỗ mà niệm Phật như con nhớ mẹ, cứ việc thành tâm mà niệm, không có tưởng tượng cái hình Phật trước đầu là quán tưởng thì cái chừng ma dựa luôn. Rồi mở mắt ra nhìn là quán tưởng vậy cũng bị luôn, chỉ có thật thà từng chữ trong câu kệ nó vọng, sau đó vọng từ từ lâu ngày nó sẽ chết. Còn không chết thì mình phải chết, là mình vọng tưởng điên đảo, riết nó điên thì chết chứ làm gì đâu. Bây giờ sao nó điên quá trời nha, trời điên quá, điên lắm. Không niệm Phật thì làm sao không điên được, quý vị để ý kỹ coi cái vọng tưởng nó làm, còn cái phước người để sống thôi, chứ thất điên bác đạo với nó, khổ vô cùng, lên bờ xuống ruộng với nó. Đó, nghe vậy thì có hứng thú không? Rồi chút nữa ra cái câu Phật hiệu trung tâm nhạt nhè, nhép môi cũng được, rồi xong.
cứ chìm theo đó rồi sẽ biết nó hại mình tới tận xương tủy. Có một điều dặn nữa, đó là đi ăn cơm xong đi kinh hành. Trong kinh A Di Đà có nói, hôm bữa chúng tôi có nói, đó là năm cái điều lợi ích khi người ăn cơm xong đi kinh hành rất tuyệt. Đây, người ở Tây Phương Cực Lạc á, Xá Lợi Phất lại trong cõi nước của Đức Phật, đó là Đức Phật Đức A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc đó, thường trổ nhạc trời đất bằng vàng rồng, ngày đêm sáu thời rưới hoa trời mạng Đà La. Chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đẩy hoa đựng những hoa tốt, đem cúng dường mười phương ức Đức Phật. Ở phương khác đến giờ ăn liền trở về bốn quốc, ăn cơm xong đi kinh hành. Người ở Tây Phương Cực Lạc là thân đó là thân, thân đó là thân kim cang bất hoại, rồi ăn cơm xong đi kinh hành. Còn mình ở cõi Ta Bà ăn cơm xong đi nằm thì bệnh rồi. Họ ăn cơm xong bấm điện thoại, ăn cơm xong nói chuyện, ăn cơm xong ngồi uống trà, bị bệnh. Năm điều lợi ích ăn cơm xong đi kinh hành: sắc thích thị yếu lãm chết. Một, ăn cơm xong đi kinh hành là vận động cơ thể cho khang kiện. Là người ăn cơm xong họ đi kinh hành là thân thể họ khỏe khang kiện lắm, thức ăn đó được tiêu hóa rất tốt. Thứ hai là luyện tâm cho có sức mạnh. Đi trong tâm họ giữ câu Phật hiệu, tuy rằng mới ăn cơm hơi khó chịu một chút không đáng kể, niệm luôn. Ba, trừ được nhiều chứng bệnh. Bốn, giúp thêm sự tiêu hóa. Năm, làm cho ý chí kiên cố. Ăn cơm xong đi kinh hành. Còn nếu ăn cơm xong đi nằm ha, thì thân thể mệt mỏi, bệnh hoạn yếu đuối. Thứ hai, tâm khiếp nhược. Ấn Tổ có nói cái người mà tâm khiếp nhược, tâm sợ hãi mà niệm trong tâm lâu ngày tự mất. Lâu ngày chứ không lâu đâu, khoảng 10 ngày là bắt đầu nó giảm là mất. Thấy là bắt đầu cái khối nguyên khí thái hòa. Thứ ba, người ăn cơm xong nằm là gì? Nhiều bệnh tật. Thứ tư, người ăn cơm xong đi nằm thêm làm cho tiêu hóa không có tiêu. Và thứ năm đó là làm cho ý chí bạc nhược, khiếp nhược. Ở cõi Tây Phương Cực Lạc, đệ tử của Đức Phật Di Đà toàn là A-la-hán không? Nghĩa là sao? Người về bên đó, mang nghiệp về bên đó, thì khi còn kiến tư hoặc còn tham sân si mạn nghi, nhưng đã phục rồi và thiện căn phước đức đủ rồi, thì khi bắt đầu họ vào liên thai, họ hàm dưỡng đến cái lúc mà xưa sanh ra thấy Phật là tham sân si mạn nghi, thân kiến minh kiến tà kiến giới cái cấm thủ hết sạch luôn, thì đệ tử ngài trở thành người A-la-hán, không có hàng phàm phu, không còn tham sân si. Chim đó là không phải là tham sân si chết đọa lạc làm chim, do Phật A Di Đà biến hóa. Và có cây cũng thiết pháp, nước cũng thiết pháp, và cảnh giới trên đó thì bất khả tư nghì, do tâm thanh tịnh là chiêu cảm về cảnh giới thanh tịnh là Tây Phương Cực Lạc. Rồi bắt đầu từ từ tu hành cho đến đoạn trần sa vô minh, để thăng hoa từ từ lên cho đến thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, không có chết một đời. Còn ở cõi này nè, đệ tử của Đức Phật Thích Ca đó, thì hạng thấp nhất là người giữ ngũ giới, nhưng mà số lượng giữ ngũ giới rất ít, rất dễ phạm, nhất là tà dâm và sát sanh. Bản thân người tu sĩ như chúng tôi không kiên dè giữ cũng bị phạm luôn, không sợ nhân quả. Bởi vì tham dục chưa hết. Và vì đệ tử Phật Thích Ca Mâu Ni ở cõi này là được năm giới làm người thôi, thấp nhất, và cao nhất là A-la-hán. Mà cái số lượng người A-la-hán thì quá ít, cho nên ngài mới giới thiệu về Tây Phương Cực Lạc đi. Đó là điều hôm nay chúng tôi chia sẻ. Đúng 11 giờ chúng tôi xin nghỉ, và từ đây trở đi thì chúng tôi vắng mặt trên pháp tòa. Quý vị cũng không có trách chúng tôi được, bây giờ chúng tôi tròn bổn phận với quý vị. Bộ Quan Sao đã giới thiệu bao nhiêu trong ruột gan khổ đau rồi, gặp nhiều chướng ngại, tu hành sao đã mất hết ra rồi, không còn gì nữa hết. Bây giờ cái chuyện này cũng quan trọng, đó là chúng tôi ngồi suy nghĩ ra ngài trì đại bi trong gạo, gọi là đại bi phạn thực kinh hành, ăn cơm xong đi kinh hành thì ngài gọi là đại bi gạo, hay là đại bi cơm, đại bi phạn. Hôm nay chúng tôi nhân ngày lễ của cụ về, cũng không có tiền có gạo à, cho người hủ gạo, chịu không? Quý thầy quý chú luôn mang về để trong phòng của mình trì đại bi đi, niệm Phật đi, rồi mình bệnh lấy nấm nhờ người khác nấu cháo. Phật tử cũng vậy, khi dùng hết nấu cháo, cho giờ nấu chút hết nồi cơm, nấu cả nhà nó hết liền á, nấu cháo ăn cho nó lâu. Rồi, ăn hết rồi ngang, đổ gạo trắng vô, gạo này gạo nâu, gạo này là gạo vàng,
thì mình mỗi người một hũ gạo này kỷ niệm nhân cái ngày giỗ cụ bà Sư Cô Liên Hương, chúng tôi chân thành cung kính quý vị mua 2.000 hũ lấy gạo về để vô đây. Cũng nhờ Phật Bồ Tát tỏ gia hộ cho đức, thực ra gạo người ta cúng 10 tấn giờ không biết làm gì, thôi cho Phật tử bớt mà cho người ký về làm gì, cho về mới quý phải không? Nhớ nha, đại bi gạo nha, đại bi phạn nha, về để trên bàn Phật thường xuyên. Thứ hai là Long Thơ Tịnh Độ là cuốn sách Ấn Tổ đầu tiên gặp, nó rất cũ mà Ngài ngộ tịnh độ từ cái cuốn này. Cho nên chúng tôi cung kính Ngài và nhân ngày giỗ chúng tôi tặng cuốn này về đọc. Chúng tôi nhắc lại, quý vị nghe qua đĩa, nghe trơn 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 như hôm trước chúng tôi hoàn toàn là nghe không. Hôm nay bắt đầu lật ra đọc. Khi lật ra đọc rồi mới chiêm nghiệm từng chút đọc vài chục lần vô. Là gì? Niệm Phật thầm trong tâm để dưỡng khí thì lúc đó mới nhớ. Còn nghe qua không, không đọc có hại đó. Lợi ích lắm á, lợi ích lắm á. Nghe qua nó trơn trơn, nó chạy hết trơn rồi. Nó chạy hết trơn đâu có nhớ, đọc nhiều lần để biết mình nhớ để mình ghi đâu. Nghe hoài rồi cuối cùng tôi hiểu hết rồi, cuối cùng gì? Không nhớ gì trong đó luôn. Nghe hỗ trợ cho đọc, đọc đi. Câu nào hay lấy ghi ra làm tư liệu thì mới giá trị. Đừng có dạy không đọc nghe. Long Thơ Tịnh Độ là cuốn này, còn Tịnh Độ Vấn Đáp là những câu hỏi trong này rất hay. Thầy Tánh rồi chúng tôi soạn và cuốn sách này, hai cuốn sách này là bao nhiêu thắc mắc về vấn đề tịnh độ là cuốn này, Tịnh Độ Vấn Đáp. Còn cái cuốn Long Thơ Tịnh Độ này cũng rất hay, hai cuốn này. Và hôm nay một món quà là một hũ gạo, hai cuốn này với một cái thẻ. Thẻ này là lạy lễ vía Quan Âm. Ai không có thẻ đừng có vô, không có cho vô đâu mà ham. Không có thẻ là không có vô, đúng 1.000 thẻ. Quý thầy, quý cô không đi đừng nhận thẻ. Thẻ phát sau, bỏ chung vô người ta đưa đó, không đi là mất thẻ. Người nào trong này mà không đi thì đừng có phát thẻ, vì là người ta muốn đi không có thẻ. Đúng 1.000 người là bên ngoài đó. Cái ngày lễ lớn là quý thầy nhớ mở luôn cái cửa bự vậy nè, cho người ta vô, canh kỹ càng, có thẻ mới cho vô. Chứ nếu mà bây giờ cả các tỉnh nó ùa về 5.000 người thì hỏi làm sao phục vụ, coi chừng trở ngại. 1.000 người là vừa. Quy định mấy thầy phải hết sức cẩn trọng ngăn lễ xong gì. Ai muốn ở lại tu ngày lễ vía 19 tháng 6 nữa thì ở lại, còn không chúng ta ra về. Còn hàng ngày thỉnh thoảng gặp chúng tôi trên phóng sanh. Thỉnh thoảng nha, gặp chúng tôi trên phóng sanh là sao? Và khi nào có việc gì cần lắm lắm á thì gửi thư đấy. Còn đến gặp nữa thì chắc là hơi hiếp. Bởi vì chúng tôi niệm Phật quá dở đi, dở ẹt luôn à. Cho nên thành ra là phải là có cái quy định như vậy thôi, chứ không có thể là hại người mà hại mình đây mà lợi người được nữa đâu. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi thông báo để Phật tử hết sức là hoan hỷ. Vậy là Vu Lan 12 tháng 7 có tổ chức không? Có. Về làm gì? Tụng thời kinh hồi hướng, có vài chương trình nhỏ nhỏ gì đó. Xong. Như vậy đạo tràng nó có bị trở ngại không? Không. Không. Tin tưởng Phật đi, người còn có người niệm Phật thì còn có người hỗ trợ cho người đó niệm Phật. Tin tưởng như vậy. Lắng nghe cho kỹ nè nghe. Hôm qua giờ chúng tôi suy nghĩ, như vậy mình không giảng rồi đạo tràng có hưng thịnh không? Vẫn hưng thịnh, hưng thịnh của người niệm Phật đó là về cực lạc, còn hưng thịnh mà cho đông đầy chùa hết mà họ không tu là họ gây rối. Và cái phước để mấy thầy ở đây mà còn phước của quý thầy á thì người ta còn cúng, còn niệm Phật người ta còn cúng. Thực sự cái giảng của chúng tôi là thực sự là nhỏ bé, ít vô cùng, mỗi chủ nhật lên giảng là mới đông mà, là mới gọi rằng là cảm ứng được Phật Bồ Tát để mà cúng dường hay sao? Dĩ nhiên có, quá nhỏ bé so với cả đại chúng ở đây tích tức niệm Phật. Sư bà Hải Triệu Âm không giảng, ai tới gặp bà Khai Thị dài câu, vậy mà người ta tu đắc lực, người ta quý. Còn ngày nào cũng lên đôi khi nói, hoặc tuần lên lần người ta thấy rất bình thường, là lâu ngày nó tầm thường. Nhiều lúc mấy thầy hỏi, mấy thầy luôn nha, bữa nay nhớ gì không? Trời, nói 2 tiếng quên hết trơn. Thấy không? Thấy không? Trí nhớ mình nó là kém cỏi như vậy. Bản thân chúng tôi không phải vì cái chuyện đó mà chúng tôi bỏ giảng, mà cái chuyện chính đó là Ngài nói là không làm giảng sư. Từ giờ trở đi là ghế giảng sư không có với chúng tôi rồi đó. Quyết định là như vậy. Gặp ai khai thị chỉ họ niệm Phật, được tốt không được thôi. Không có phải mà hàng ngày phải suy nghĩ đến ngày lễ phải làm gì. Thì mấy thầy rất cực, bản thân chúng tôi rất cực. Có các chùa khác họ cũng có làm lễ chương trình này chương trình nọ tốt. Riêng ở đây chỉ là chương trình quanh năm suốt tháng là niệm Phật. Phòng hộ niệm nếu không có người nào ở trong đó thì vậy vẫn niệm Phật. Giống như người có người hộ niệm quanh năm, ban hộ niệm đã hình thành rồi cứ niệm Phật. Và lỡ mà khi chúng tôi ra đi rồi để một tuần cũng được, 49 ngày cũng được, để bên đó. Tùy theo mấy anh em muốn để nhiêu để.
hôm nay dặn hết rồi, không còn gì để mà nói, có nhiêu nói hết rồi. Và mọi người nên chân thật niệm Phật, có hữu ích. Tổ Ấn Quang không có lừa mình, không có gạt gẫm mình đâu, hữu ích đó. Đó là cái buổi giảng cuối cùng của cuộc đời tôi, cuối cùng của cuộc đời, chứ không phải tu 5-10 năm ra giảng nữa đâu, không có nữa. Đã là không giảng sư là không giảng sư suốt đời. Còn các vị Bồ Tát giảng sư, chuyện đó mình tùy hỷ, chứ không phải mình lấy cái chuyện của Ngài nói rồi mình làm như vậy, mình chê ba người khác. Không, nói như vậy để Phật tử hiểu biết. Và bây giờ mà học cái gì, học như thế nào? Hằng ngày sáng hay tánh đọc văn sao, phóng sanh có khai thị một đoạn đó, nhớ làm được hay không? Bao nhiêu cái đĩa chúng tôi quý vị nghe lại, nghe tới nghe lui một lần, một đĩa vài trăm lần đi, có thọ dụng đó. Xong, khỏe rồi, mạnh ai nên niệm Phật, ai đi, ai biết đường về, ai đi trước về trước, vậy thôi. Còn ai muốn ở lại này tranh giành hơn thua đấu đá, tham sân si, bôi đầy bụng dạ thì cái chuyện cứ ở lại, đúng không? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả